MC Thanh Show Audio Chuyện Hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Chiến Hồn U Linh tập 83. Nhìn thấy kinh ngạc Tiêu Phàm, thầy lão khổ sở lắc lắc đầu nói, ngươi đoán không tệ, ta đã từng một đoạn thời khắc xem như chiến thần cảnh. Tiêu Phàm trợn tròn mắt, hề lão đã từng là chiến thần cảnh. Thế nhưng là hề lão rõ ràng chỉ là chiến đế cảnh tột cùng khí tức A, một cái là chiến đế cảnh, một cái là chiến thần cảnh, đây chính là khác nhau trời vực tốt A. Tiêu Phàm thực sự không cách nào đem hai người kia liên tưởng đến nhau, chỉ có thể trơ mắt nhìn hề lão. Thở sâu, Tiêu Phàm bình phục một chút suy nghĩ, hiểu ra hề lão mà nói, hắn đột nhiên rơi vào trong đó một cái chữ bên trên, nghi ngờ hỏi hề lão, một đoạn thời khắc là có ý gì? Còn có thể là có ý gì, chính là một đoạn thời khắc. Hề lão tức giận trợn nhìn Tiêu Phàm nhất mắt, thầm mắng tiểu tử này là cố ý đang tố khổ nỗi đau của hắn. Nghĩ nghĩ, hề lão vẫn là nói, ngươi biết đột phá chiến thần cảnh cần gì à? Tựa như là lĩnh ngộ áo nghĩa, hồn lực lột xác thành thần lực, hoặc nhận được thần lực chi tinh trực tiếp luyện hóa. Tiêu Phàm gật đầu nói, dung hợp đời trước Tu La Điện chủ tàn niệm trí nhớ hắn, tự nhiên tin tưởng. Bất quá đối với hắn tới nói, còn có một cái yêu cầu, đó chính là sáng tạo đệ thập trọng vô tận chiến quyết. Không hổ là Tu La Điện chủ, hề lão không khỏi điều khản Tiêu Phàm nhất câu, lại nói, mấy trăm năm trước a, ta lĩnh ngộ bất diệt áo nghĩa, tiếp đó thử nghiệm ngưng luyện thần lực, ngay từ đầu vẫn tương đối thuận lợi, tiếp đó về sau lại xảy ra một điểm ngoài ý muốn, cũng trách ta chuẩn bị không đủ. Ngoài ý muốn gì, Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi vấn đạo, bất quá trong lòng nhưng là kinh ngạc không thôi, hề lão lĩnh ngộ là bất diệt áo nghĩa, đây chẳng phải là cùng bất hủ lĩnh vực không sai biệt lắm, chỉ là bất diệt áo nghĩa tạm thời phải cường đại hơn một chút mà thôi. Thần thạch, hề lão thở dài, trong mắt có chút hối hận chi sắc, thần thạch cùng hồn thạch không sai biệt lắm, chỉ là thần thạch bên trong ẩn chứa là thần lực, có thể trực tiếp thôn phệ luyện hóa, lúc đó ta tự cho là may mắn nhận được tầm 10 khối thần thạch. Liền có thể để cho hồn của mình lực lột xác thành công. Nói đến đây, hề lão ngừng một chút nói, làm ta hồn lực chuyển hóa đến một nửa thời điểm, ta cảm giác chạm tới chiến thần cảnh biên giới, đáng tiếc thần thạch không đủ, mấy chục năm cố gắng sắp thành lại bại. Tiêu Phàm tâm bên trong một quất, cổ quái nhìn xem hề lão, liền hắn đều không thể không thừa nhận, hề lão còn đây không phải bình thường xui xẻo. Nếu như hắn có thể đủ nhiều tìm chút thần thạch, như vậy hiện tại đứng ở trước mặt hắn nhưng chính là một tôn chiến thần cảnh cường giả. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận, cuối cùng hề lão vẫn bị thất bại, Tiêu Phàm tâm bên trong âm thầm nói với mình, về sau nhất định làm tốt chuẩn bị chu đáo lại đi bước ra một bước này. Không cần hề lão nói tiếp, Tiêu Phàm cũng biết xảy ra chuyện gì, thần lực thuế biến thất bại, tạo thành hồn hải không cách nào chuyển hóa thành thần hải. Tiếp đó bởi vì hắn lĩnh ngộ bất diệt áo nghĩa, nhưng thần lực ngưng tụ không tan, lại ngưng kết thành đan ruộng, bởi vì hấp thu thần lực duyên cớ, cũng liền sinh ra tiểu thiên địa. Nếu như hề lão bây giờ là chiến thần cảnh, đoán chừng tiểu thiên địa này đã sớm bắt đầu lớn lên, đáng tiếc, hề lão đột phá thất bại, liền hồn hải cũng bị mất, như thế nào có thể tiếp tục đột phá đâu. Trong lúc nhất thời Tiêu Phàm không biết nói cái gì an ủi hề lão, bất quá trong lòng hắn lại có một vấn đề, hề lão, chẳng lẽ lĩnh ngộ bất diệt áo nghĩa nhân liền có thể tu luyện ra tiểu thiên địa sao? Làm sao có thể, nếu thật là dạng này, đây chẳng phải là người người đều có thể tu luyện tiểu thiên địa. Ta cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi, đương nhiên hiện tại xem ra, ta hoàn toàn là vận khí không tốt. Hề lão khổ tâm nở nụ cười. Nếu như có thể đột phá chiến thần cảnh, vậy hắn nhất định là vận khí tốt, nhưng là bây giờ không cách nào đột phá, tự nhiên là vận khí không tốt. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị mở miệng, hề lão lại nói, muốn tu luyện ra tiểu thiên địa, kỳ thực là 10 phần chật vật. Điểm này ta có thể chắc chắn, trăm vạn chiến thần bên trong cũng chưa chắc có một. Tê tương đương, Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, tỷ lệ thấp như vậy. Nghe đến đó, Tiêu Phàm càng thêm nghi ngờ, tất nhiên tỷ lệ thấp như vậy hắn cái này chiến thánh cảnh làm sao lại tu luyện ra tiểu thiên địa đâu. Tu La thần lực, Tiêu Phàm tâm bên trong ngưng lại, trong nháy mắt minh bạch cái gì, chính hắn tiểu thiên địa sinh ra, vừa vặn phù hợp hề lão nói hai điểm này yêu cầu, này mới khiến hắn may mắn sinh ra tiểu thiên địa. Không thấp, chiến hồn đại lục vài vạn năm lịch sử, lại có mấy người có thể sinh ra tiểu thiên địa đâu. Hề lão đầu tiên là một mặt ngạo nghễ, sau đó lại lộ ra vẻ khổ sở, chính hắn kỳ thực cũng là mèo mù gặp cá rán, gặp vận may mà thôi. Tiêu Phàm gật gật đầu, hề lão lại nói, muốn tu luyện ra tiểu thiên địa,
Vận khí là một bộ phận, mặt khác còn cần quyết đoán, đột phá chiến thần cảnh, hồn lực lột xác thành thần lực, hồn hải cũng sẽ chuyển hóa thành thần hải, mà muốn dung luyện tiểu thiên địa, thứ nhất muốn hủy diệt đúng là thần hải. Bởi vì tiểu thiên địa tu luyện không có bất kỳ cái gì công pháp, chỉ có thể bằng vào vận khí, rất nhiều người thật vất vả đột phá chiến thần cảnh, như thế nào có thể cam lòng thần hải đâu. Không tệ, có thể tự chủ bể nát thần hải quá ít người, dù sao đây chính là phế bỏ tự thân tu vi a. Tiêu Phàm gật gật đầu, dạng này người, không khỏi là đại phách lực giả. Hề lão thở dài, lại nói ta đây mấy trăm năm thời gian, không cách nào tiếp tục đột phá, tu vi ngược lại đang không ngừng hạ xuống, chỉ là cái mạng cũng vô cùng kéo dài, dù chỉ là chiến đế cảnh, cũng chết không được. Ách tương đương, Tiêu Phàm nhất lúc im lặng, hắn vẫn lần thứ nhất có người ngại chính mình sống được quá lâu. Vì tìm kiếm giải quyết tự thân vấn đề phương pháp, ta tìm rất nhiều alchemist, bỏ ra mấy trăm năm thời gian, đáng tiếc không thu hoạch được gì, về sau ta liền dứt khoát chính mình học tập thuật chế thuốc, bất quá thiên phú chẳng ra sao cả, bỏ ra mấy chục năm mới vừa vặn đột phá cửu phẩm. Hề lão bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Phàm không nghĩ tới hề lão còn có dạng này chuyện cũ, thật đúng là vượt qua dự liệu của hắn. Nghĩ nghĩ, Tiêu Phàm đột nhiên nói, hề lão, ngươi có hay không nghĩ tới, hủy tiểu thiên địa này, một lần nữa lại đến đâu? Ta thử qua rất nhiều phương pháp, cũng tìm ngươi lão sư sai lão đầu thử qua, đáng tiếc nó quá cứng rắn, chính là hủy không được. Hề lão có chút im lặng đạo. Hủy không được, Tiêu Phàm trợn tròn mắt, vừa nghe đến túy ông, Tiêu Phàm tâm còn mơ hồ cảm giác đau đớn, trong lòng nói thầm, làm người đã chết sau đó sẽ đi tới một cái thế giới khác, không biết có phải là thật sự hay không. Phá rồi lại lập phương pháp ta nghĩ tới, cũng thử qua rất nhiều. Hề lão gật gật đầu, sai lão đầu kỳ thực là một cái tu linh hồn chi lực cao thủ, chiến thần cảnh phía dưới hắn thuộc về đệ nhất, liền hắn đều hủy không được, ta cũng chỉ có từ bỏ. Lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm nhíu mày, trong lòng trầm tư, nếu như chiếu hề lão nói tới, hắn tiểu thiên địa bây giờ chính xác chỉ là một khỏa hạt giống lời nói, cái kia hẳn là có biện pháp cho hắn thôi hóa một chút mới đúng à. Liền giống với ta trước đây đan điền không gian, không phải cũng chỉ là một cái hạt giống sao. Hấp thu đại lượng mệnh chọc chi khí phía sau, mà bắt đầu phá toái, tiếp đó đã biến thành chân chính tiểu thiên địa, cái này cùng hạt giống phá xác nảy mầm hoàn toàn là đạo lý giống nhau. Nếu như nói thiên địa cùng hạt giống trưởng thành có cái gì chỗ giống nhau, đồng dạng sinh vật hạt giống trưởng thành cần chính là chất dinh dưỡng, mà thiên địa trưởng thành liền cần thời gian, mệnh chọc chi khí có thể giảm bớt tu sĩ thọ nguyên, chẳng phải tương đương với giảm bớt còn sống thời gian sao? Mà, đối với thiên địa tới nói, vừa vặn chính là phát triển quá trình, cho nên ra lệnh cho chọc chi khí đối với tân sinh thiên địa tới nói, chỉ có thể xúc tiến sự nhanh chóng trưởng thành. Nghĩ tới đây, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên nói, hề lão, ta có một loại phương pháp, có lẽ có thể thử một lần, nói không chừng có thể hủy đi bên trong cơ thể ngươi tiểu thiên địa. Phương pháp gì? Hề lão không chút do dự nói, lộ ra có chút kích động. Tiêu Phàm nhìn xem kích động hề lão trầm ngâm chốc lát, vẫn là nói, giống như chính ngươi suy nghĩ, phá rồi lại lập. Như thế nào phá sau đó lập? Hề lão trợn trắng mắt, bây giờ trong cơ thể hắn mệnh chọc chi khí đã bị Tiêu Phàm rút ra, cơ thể cũng sẽ không suy yếu. Phá rồi lại lập sự tình hắn suy tư mấy trăm năm, thế nhưng là trong cơ thể hắn tiểu thiên địa quá mức ngoan cố, liên chiến thánh cảnh đỉnh phong đều không phá nổi, hắn cũng không thể tránh được. Duy nhất có một loại chưa thử qua phương pháp chính là giết chết hắn, thế nhưng là người đã chết sau đó, coi như phá vỡ còn có ý nghĩa gì đâu. Ngài không cần nhìn như vậy ta, Tiêu Phàm cười cười, đạo, ngài tiểu thiên địa này, kiên cố giống như thần binh, chiến thánh cảnh đỉnh phong tự nhiên công không phá được, chỉ có chiến thần cảnh cường giả mới có thể đánh nát. Ngươi cái này nói giống như chưa nói vậy, ta đi nơi nào tìm chiến thần cảnh. Chiến hồn đại lục ngàn năm qua không thấy chiến thần, coi như ta tìm được một cái, không giết ta đã là may mắn. Hề lão lắc đầu. Không, có một loại đồ vật, cũng có thể công phá ngài tiểu thiên địa. Tiêu Phàm cười híp mắt nói, thần sắc mười phần kiên định. Hề lão vừa định phản bác, Tiêu Phàm ngón tay của nhạy bén đột nhiên xuất hiện một đoàn nồng đậm tới cực điểm màu máu tia sáng. Mệnh chọc chi khí, hề lão đầu tiên là cả kinh, sau đó lại lộ ra vẻ thất vọng. Ngài không muốn bộ biểu tình này, ta biết ngài thử qua loại phương pháp này, nhưng ngài thử thời điểm, chỉ sợ mệnh chọc chi khí giết ngươi, cho nên không dám không chút kiên kỵ thôn phệ mệnh chọc chi khí. Nhưng mà ngài thử qua không có, nếu có vượt qua ngươi cực hạn mệnh chọc chi khí xông vào ngươi tiểu thiên địa đâu. Tiêu Phàm mười phần nghiêm túc nói, không giống nhau một chút nào nhìn đùa giỡn bộ dáng. Ngươi xác định,
Hề lão bị nói mặt đỏ tới mang tai, hắn làm sao không biết Tiêu Phàm ý tứ, không phải liền là nói hắn ham sống chụp chết, không có chân chính đi nếm thử sao? Chỉ là Tiêu Phàm nói rất uyển chuyển mà thôi, nhưng hề lão làm sao có thể không rõ đâu. Xác thực không xác định ta không dám nói, nhưng mà ta có thể thử một chút, không biết hề lão có dám hay không. Tiêu Phàm cười híp mắt lắc đầu. Hắn vẫn có mấy phần lòng tin, dù sao chính hắn liền đã thành công, đương nhiên, hắn cũng không dám đem lời nói đầy, dù sao mỗi người thể chất lại không giống nhau. Ta có cái gì không dám? Hề lão mặc dù biết rõ Tiêu Phàm là ở khích tướng hắn, nhưng vẫn là thốt ra. Vậy là tốt rồi, Tiêu Phàm gật đầu một cái, đột nhiên, tay trái lấy ra ba cây kim châm, phong bế hề lão tiểu thiên địa, đồng thời, tay phải chỉ thấy mệnh chọc chi khí quang đoàn đánh vào hề lão thể nội. Cái kia mệnh chọc chi khí tựa như một đạo tinh quang, xông thẳng hề lão trong tiểu thiên địa, phóng tới một cái cứ điểm. Phân tán mệnh chọc chi khí uy lực có hạn, nhưng mà nồng đậm đến rồi cực hạn mệnh chọc chi khí, uy năng không muốn biết to được bao nhiêu lần. Hề lão dọa cho phát sợ, không nghĩ tới Tiêu Phàm như thế quả quyết, bất quá vừa nghĩ tới có thể phá vỡ tiểu thiên địa này, hề lão liền khẽ cắn môi. Xoạt xoạt tương đương. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, liền tựa như một quả trứng gà bể ra xác, nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm trên mặt đã lộ ra ý cười. Mà hề lão nhưng là kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó ánh mắt trở nên ngây dại ra, hiển nhiên là tinh thần của hắn chìm vào trong trời đất nhỏ bé. Làm sao có thể, hề lão kinh hãi nhìn xem tiểu thiên địa, ở một cái xó xỉnh, đang có rậm rạp chằng chịt khe hở, còn có một cái lỗ thủng nhỏ. Trong lỗ thủng tràn ngập ra một chút xíu như có như không màu xám trắng sương mù, màu xám trắng mười phần huyền diệu, dù là hề lão đều nhìn không thấu mảy may. Nhưng mà, hắn tiểu thiên địa thật sự bể ra, hắn cố gắng mấy trăm năm sự tình, hôm nay cư nhiên bị Tiêu Phàm phá vỡ. Rất nhanh, hề lão tâm thần liền thối lui ra khỏi tiểu thiên địa, nắm lấy Tiêu Phàm bả vai khẽ run, mấy trăm năm đến nay, hề lão còn chưa từng như này kích động qua. Thật sự thành công, cảm ơn ngươi, Tiêu Phàm. Hề lão thiếu chút nữa thì quỳ sát xuống dưới, cái này có thể tương đương với ân tái tạo, tại tu luyện giới, ân tái tạo tựa như cùng tái sinh phụ mẫu, hề lão không cảm kích đó là không có khả năng. Phải biết, hắn vì phá vỡ tiểu thiên địa này, thế nhưng là bỏ ra mấy trăm năm thời gian a, trả ra đại giới cũng quá lớn. Bất quá không đợi hắn quỳ đi xuống, liền bị Tiêu Phàm ngăn lại, hề lão, vạn vạn không được. Tiêu Phàm, đa tạ ngươi giải khai khốn nhiễu ta mấy trăm năm nan đề. Hề lão kích động hai tay có chút phát run. Hề lão, ngài đừng kích động, bây giờ còn chưa thành công đâu. Tiêu Phàm vội vàng nói, không thể hề lão mở miệng tiếp tục nói, muốn triệt để đánh nát tiểu thiên địa, ngươi có thể xâm nhập phong ấn chi địa, hấp thu mệnh chọc chi khí, ta tin tưởng, cái kia mệnh chọc chi khí không cần tính mạng của ngươi. Nghe được Tiêu Phàm nửa đùa nửa thật mà nói, hề lão sắc mặt khó được đỏ lên, trong lòng của hắn cũng một hồi cảm thán, chính mình đã sớm biết mệnh chọc khí tồn tại. Thế nhưng là không biết mệnh chọc chi khí lại chính là có thể phá vỡ tiểu thiên địa đồ vật. Ta liền tới đây, ngươi là nghĩ như thế nào đến cái phương pháp này? Hề lão quay người liền chuẩn bị đi, bất quá vừa đi ra một bước, lại dừng lại vấn đạo. Tiêu Phàm sắc mặt giữ vững bình tĩnh, hắn tự nhiên sẽ không nói cho hề lão, chính hắn tiểu thiên địa chính là chỗ này sao phá vỡ. Cái này còn phải đa tạ ngươi vừa rồi một câu nói nhắc nhở ta, ngươi nói tiểu thiên địa này chính là hạt giống. Hạt giống là cần chất dinh dưỡng, đối với thiên địa tới nói, thời gian không phải liền là tốt nhất chất dinh dưỡng sao? Tiêu Phàm đem mình suy nghĩ nói một lần. Ta sao lại không nghĩ tới chứ? Hề lão kích động vỗ trán một cái. Tiêu Phàm âm thầm buồn cười, ngươi nếu là nghĩ tới, đoán chừng đã sớm là chiến thần, như thế nào có thể đứng trước mặt ta đâu? Thời khắc này hề lão liền tựa như một đứa bé, cười không ngậm mồm vào được, đổi lại là ai cũng biết vô cùng kích động. Hắn bây giờ là chiến đế cảnh đỉnh phong, có lẽ không cần mấy năm, chiến hồn đại lục lại sẽ nhiều hơn một pho tượng chiến thần, mà lại là thiên tài chiến thần, dù sao, hề lão thế nhưng là nắm giữ tiểu thiên địa nhân. Tiêu Phàm, ta nhìn ngươi đối với vạn thánh dược điển không có quá nhiều hứng thú, bất quá ta vẫn là nhắc nhở ngươi tham gia một chút, nếu như có thể nhận được ba hạng đầu, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được chỗ tốt. Hề lão đã không kịp chờ đợi đi tới phong ấn chi địa. Chỗ tốt gì? Tiêu Phàm thần sắc như thường, phía trước vượt quan lúc, một cái trắng y nữ tử thuyết phục hơn trăm quan sẽ có chỗ tốt, cuối cùng không phải là suýt chút nữa hủy bỏ tư cách của hắn. Nếu như không phải hề lão nói như vậy, Tiêu Phàm thật vẫn không muốn tham gia, hắn rất không muốn đi chịu những cái kia tự cho là đúng người chết khí.
Bất quá vừa nghe đến Hề lão nhường hắn tham gia Vạn Thánh Dược Điển cũng không phải vì Hề lão chính mình, mà là vì hắn suy nghĩ, Tiêu Phàm tâm bên trong cũng có chút ấm áp. Chỗ tốt chính là cái kia Vạn Thánh Dược Các, Hề lão nói, năm đó ta từng tiến vào phong ấn chi địa, biết một chút bí mật, cái này Vạn Thánh Dược Các kỳ thực chính là dùng để trấn phong phong ấn chi địa sức mạnh một trong. Phong ấn chi địa bây giờ mệnh chọc chi khí tràn ngập, cái này Vạn Thánh Dược Các đoán chừng là ngăn cản không nổi, mà Vạn Thánh Dược Các thế nhưng là đã từng dược thần đáy vực chí bảo một trong, bên trong có vô số bảo bối cùng tài phú, đối với người có cực lớn chỗ tốt. Như thế xem ra, ta còn phải tham gia. Tiêu Phàm tay phải kéo lấy cái cằm, lộ ra trầm tư hình dạng. Tu La Điện phát triển cần đại lượng tài nguyên, mặc dù phía trước lấy được hơn 4 tỷ cực phẩm hồn thạch cùng đoạt không ít người hồn giới, đã có thể giải quyết một vài vấn đề. Nhưng muốn nhường Tu La Điện cường đại như ngàn năm phía trước, vẫn như cũ chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Không thể không nói, Hề lão mà nói đối với Tiêu Phàm có rất lớn sức hấp dẫn, nhưng mà, hắn lo lắng cho mình hơn mẹ an nguy. Ngươi liền yên tâm tham gia Vạn Thánh Dược Điển A, ta đây liền đi phong ấn chi địa, chờ ta triệt để phá vỡ tiểu thiên địa, liền đi cứu mẹ ngươi thân, hẳn là không dùng đến mấy ngày. Hề lão nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, cười nói. Tiêu Phàm cau mày, trong lòng trầm ngâm. Hảo, sau nửa ngày, Tiêu Phàm vẫn gật đầu. Chính hắn vỡ nát tiểu thiên địa, tiêu tốn thời gian không hề dài, nghĩ đến Hề lão cũng không cần tốn quá nhiều thời gian, hơn nữa Hề lão đối với phong ấn chi địa so với hắn quen thuộc, có lẽ có thể mau hơn tìm được mẫu thân hắn. Vòng thứ hai tranh tài hẳn là tại ngày mai, không nên bỏ qua. Hề lão để lại một câu nói, đã không thấy tăm hơi thân ảnh, hắn hận không thể lập tức phá vỡ tiểu thiên địa, để nó biến thành chân chính thiên địa. Trong phòng khôi phục lại bình tĩnh, Tiêu Phàm trong phòng bố trí mấy đạo hồn giới, lúc này mới bắt đầu chân chính đánh giá đến tiểu thiên địa tác dụng. Oanh! Một cỗ khí tức cuồng bạo đột nhiên từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, giống như từng đầu chân long đang gầm thét, bá đạo và mãnh liệt. Giải phong hai cái chiến hồn sức mạnh, ta lại có loại chiến thánh cảnh vô địch cảm giác, dù là thiên địa chi uy ta cũng không chỗ cố kỵ. Tiêu Phàm tâm kinh không thôi. Cảm thụ được sức mạnh của bản thân, hắn cảm giác quá không chân thật, rõ ràng chỉ là chiến thánh cảnh trung kỳ, nhưng hắn cảm giác đối mặt chiến thánh cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng có thể kịch chiến một hồi. Nếu như gặp gỡ Ti Không Vũ, đoán chừng thực lực của ta cũng không cần e ngại. Tiêu Phàm trong mắt tỏa ra một đạo tinh quang, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đúng, lần trước nhận được Ti Không Vũ giới chỉ còn không có mở ra đâu. Nếu như không phải nghĩ đến Ti Không Vũ, Tiêu Phàm còn đã quên chuyện này. Lấy tay ở giữa, Tiêu Phàm lòng bàn tay đột nhiên nhiều hơn một cái hồn giới lập lòe vầng sáng nhàn nhạt, xem xét cũng không phải là hàng thông thường, chính là thuộc về cửu phẩm hồn binh. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc, đây chính là chiến thần điện tứ trưởng lão hồn giới A, nghĩ đến trong đó đồ vật không thiếu. Hồn lực một vòng, cái kia vầng sáng liền biến mất không thấy, Tiêu Phàm ý niệm thăm dò vào hồn giới bên trong, sau một khắc Tiêu Phàm ánh mắt nở rộ. Trong tay hắn hồn giới không gian 10 phần hùng vĩ, vậy mà rộng chừng trăm trượng phương viên, hơn nữa hồn giới bên trong còn chất đầy đồ vật, Tiêu Phàm nhất mắt quét không qua tới. Bên trong pháp bảo đại khái tổng cộng chia làm 4 cái khu vực, phân biệt trưng bày là hồn thạch, dược liệu, hồn binh cùng với tạp vật. Thô sơ giản lược quét hồn thạch khu vực một mắt, như núi trồng vậy cực phẩm hồn thạch, số lượng trong lúc nhất thời đếm không hết, bất quá Tiêu Phàm tính ra một chút, ít nhất không thua 30 ức cực phẩm hồn thạch. Hơn nữa còn có không ít hơn phẩm hồn thạch, chỉ là tương đối ít mà thôi, bởi vì thượng phẩm hồn thạch đối chiến thánh cảnh tột cùng Ti Không Vũ cơ hồ không có bất cứ ý nghĩa gì. Đến nỗi trung phẩm cùng hạ phẩm hồn thạch, cơ hồ không có, trừ cái đó ra, còn có mấy chương hồn thạch tạp, Tiêu Phàm cũng lười đi xem, về sau rời đi sở ra cổ địa, đi ngoại giới tìm một chỗ có thể thật tốt điều tra một chút. Choáng nha, không hổ là chiến thần điện tứ trưởng lão, đây thật là giàu đến chảy mỡ a. Tiêu Phàm tâm bên trong mắng thầm, a, đây là cái gì? Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện núi kia trồng một dạng cực phẩm hồn thạch ở giữa, còn trưng bày mấy cái hộp ngọc, bên trong tản ra cực kỳ nồng nặc ba động. Xòe bàn tay ra, mấy cái kia hộp ngọc liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trong tay, mở ra xem, một khối toàn thân hiện lên màu xanh nhạt ngọc thạch in vào hắn mi mắt. Màu lam ngọc thạch tán phát huyền diệu ba động, hút một trong miệng, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân thư thái, tất cả lỗ chân lông đều thư giãn ra. Thần thạch, Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ tới điều gì? Trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hộp ngọc tổng cộng có 4 cái, theo lý thuyết có 4 khối thần thạch. Hề lão nói tiểu thiên địa dựa vào thần lực trưởng thành,
qua phía dưới thật tốt thử một lần. Tiêu Phàm thận trọng để ở một bên, lần nữa nhìn về phía dược liệu khu vực. Từ nhất phẩm đến cửu phẩm linh dược đều có không thiếu, hơn nữa phẩm giai càng cao, chủng loại càng nhiều, bởi vì tại Ti Không Vũ trong mắt, cấp thấp linh dược đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tiêu Phàm sớm đã cười không ngậm mồm vào được, cái này không mở ra còn tốt, vừa mở ra thật vẫn đem hắn sợ hết hồn. Khó trách Túy ông lúc sắp chết đều phải đem cái này hồn giới cho hắn, có cái này hồn giới tại, Tu La Điện trưởng thành tuyệt đối phải thuận lợi rất nhiều. Tiêu Phàm cũng lười đi từng cái đếm kỹ, trong lòng của hắn đã có dự định, chờ cứu ra cha mẹ mình, ra ra cùng Sở Linh Nhi rời đi Sở gia cổ thành, liền để Tần Mực bọn hắn gia nhập vào Tu La Điện. Đương nhiên, nếu như có thể nhường Hề lão gia nhập vào, đó là không thể tốt hơn nữa, phải biết, không cần mấy năm, Hề lão vô cùng có khả năng chính là một tôn chiến thần, chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy thập phần hưng phấn. Sau đó Tiêu Phàm vừa tìm được mấy bình có giá trị đan dược, mở ra xem, lại là cửu phẩm bổ hồn đan cùng tục mệnh đan, đây chính là di túc chân quý. Sau đó Tiêu Phàm ánh mắt quét về phía hồn binh khu vực, Ti Không Vũ cất giữ hồn binh không thiếu, cửu phẩm hồn binh đều có tầm 10 kiện, chẳng qua hiện nay đã không vào Tiêu Phàm pháp nhãn. Chỉ có trong đó một cái chiếc hộp màu đen hấp dẫn Tiêu Phàm chú ý của lực, phải biết, cho dù là cửu phẩm hồn binh, Ti Không Vũ cũng tùy ý để ở một bên. Ở nơi này mấy trăm kiện hồn binh bên trong, cũng chỉ có cái này một cái chiếc hộp màu đen bên trong đồ vật dùng cái hộp này chứa. Lấy ra chiếc hộp màu đen, Tiêu Phàm thận trọng mở ra, vừa mới mở ra một cái khe, một cỗ đại hung chi khí đập vào mặt, Tiêu Phàm sắc mặt trong nháy mắt tái đi. Hắn vội vàng thi triển Tu La chi lực hòa bất hủ chi lực ngăn cản, nhưng vẫn như cũ bị một cỗ bén đao khí cắt vỡ gương mặt, một vòng tiên huyết bắn ra. Tại này cổ hung uy phía dưới, Tiêu Phàm áo bào cổ động, trong phòng hồn giới cũng bắt đầu rung rung, khuôn mặt bị một cỗ đại lực chèn ép có chút vặn vẹo. Hừ, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, Tu La thần lực vận chuyển, hắn cũng không phải chịu thua chủ. Mở hộp ra, lập tức một đạo màu đen lưu quang rơi vào trong mắt của hắn, nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc là, đó là một thanh màu đen cùng màu tím đường vân xen nhau đoạn nhận. Đoạn nhận nhìn qua như đao như kiếm, cực kỳ yêu dị, bất quá Tiêu Phàm còn có thể nhận ra, đây là một thanh tương đối đặc biệt đao, bởi vì hắn tán phát chính là đao khí, chỉ là đao thể lưỡi đao tương đối hẹp hòi mà thôi. Cẩn thận nhìn lướt qua, Tiêu Phàm phát hiện chuôi đao hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng đao thể một thước có hơn lại đoạn mất, trên lưỡi đao còn lập lòe màu tím đen lợi mang. Làm Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào chuôi đao cùng đao thể xem nhau địa phương lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy nơi đó lạc ấn lấy hai đại như máu chữ lớn. Nhìn đến một mắt, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn bộ linh hồn đều lâm vào trong đó, hắn dường như thấy được một mảnh Tu La địa ngục, khắp nơi đều là tiên huyết cùng thi cốt, trừ cái đó ra, không còn gì khác. Cho dù là chỉ là đoạn nhận, hắn hung uy vẫn như cũ đủ để đánh giết chiến thánh, có thể tưởng tượng được đao này kinh khủng. Đồ thần, Tiêu Phàm nhất cái giật mình, trong nháy mắt tỉnh táo lại, dù là đã trải qua Tu La kiếm dị tượng hắn, sắc mặt cũng có chút trắng bệch, y phục đã bị ướt đẫm mồ hôi. Đồ thần đao, Tiêu Phàm tâm bên trong chấn động một cái, thật đúng là cái tên thật bá đạo, đao này cho hắn một loại cực kỳ tà dị cảm giác, rất là không rõ. Mặc dù Tiêu Phàm không tin tà, nhưng đao này cho hắn chính là chỗ này loại cảm giác. Thở sâu, Tiêu Phàm nhất tay lấy ra hư không cổ kính, đỉnh đầu lơ lửng càn khôn định thiên đỉnh, chỉ sợ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, lúc này mới nhô ra bàn tay chụp vào đồ thần hung đao. Nắm chặt đồ thần hung đao một sát na kia, một cỗ bàng bạc ý niệm xông thẳng Tiêu Phàm não hải. Cho ta chấn áp, Tiêu Phàm chợt quát một tiếng, Tu La huyết mạch, thần long huyết mạch tất cả đều thi triển đi ra. Tiêu Phàm không chút do dự bộc phát ra toàn bộ thực lực. Bất quá đồ thần đao vẫn như cú suýt chút nữa tránh thoát cánh tay của hắn, rung động không ngừng, qua một lúc lâu, đồ thần đao lúc này mới dừng lại, vẻ này bàng bạc khí thế hung ác biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm lúc này mới thu hồi hư không cổ kính cùng càn khôn định thiên đỉnh, không khỏi tán thán nói, hảo đao. Dù chỉ là đoạn nhận, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường cái này đồ thần đao, hắn không biết đao này nếu như chưa đứt, lại sẽ là như thế nào bá đạo. Cái này đồ thần đao quang nhìn bề ngoài, như thế nào cảm giác cùng tàn sát có chút tương tự đâu. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay kia cũng xuất hiện một thanh đen nhánh trường đao. Đánh giá trong tay hai thanh hung đao, Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, so với đồ thần đao, tàn sát đao hung lệ chi khí căn bản vốn không tính toán, nhất định chính là tiểu vu gặp đại vu. Kể từ đột phá chiến đế cảnh về sau, Tiêu Phàm cũng rất ít sử dụng tàn sát đao,
mà bây giờ, Tàn Sát Đao đã theo không kịp Tiêu Phàm thực lực. Không thể không thừa nhận, Tàn Sát Đao thật vẫn giống đồ thần đao. Tiêu Phàm cho ra một cái kết luận. Vừa dứt lời, nhường hắn kinh ngạc sự tình xảy ra, chỉ thấy tay trái hắn bên trong Tàn Sát Đao đột nhiên bắt đầu nhanh chóng mục nát, đã biến thành một đống phế liệu rơi trên mặt đất. Trong hư không, nhưng là có từng đạo màu đen lưu quang hướng về đồ thần đao hội tụ, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, đồ thần đao tựa như lớn một chút như vậy. Tiêu Phàm nhất bắt đầu còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng mà quan sát tỉ mỉ, nhưng là thật sự dài một chút điểm. Chẳng lẽ cái này đồ thần đao có thể thôn phệ khác hồn binh tới khôi phục? Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, cái kia màu đen lưu quang hắn mặc dù không biết là cái gì, nhưng nhất định là Tàn Sát Đao tinh hoa. Nhìn thấy Tàn Sát Đao mục nát, Tiêu Phàm vẫn còn có chút đau lòng, dù sao Tàn Sát Đao bồi bạn hắn rất lâu. Tập trung ý chí, Tiêu Phàm lòng bàn tay đột nhiên tiêu tán ra ánh sáng màu trắng, bạch sắc quang mang rót vào đồ thần trong đao, rất rõ ràng, Tiêu Phàm đây là dùng đá màu trắng sức mạnh tu bổ đồ thần đao. Đối với đá màu trắng sức mạnh, Tiêu Phàm vẫn là hết sức tự tin, trước đây liền càn đỉnh tiểu khe đều có thể sửa phục, nghĩ đến cái này đồ thần đao cũng cần phải có thể. Bất quá nhường Tiêu Phàm thất vọng là, đá màu trắng sức mạnh chính xác có thể chữa trị đồ thần đao, nhưng mà tốc độ thong thả đến rồi cực hạn. Sau nửa ngày, đồ thần đao mới hơi dài một chút điểm, mà đá màu trắng tia sáng lại ảm đạm rất nhiều. Tiêu Phàm vội vàng rút về đá màu trắng năng lượng, màu trắng tảng đá đối với hắn có tác dụng lớn, lãng phí ở chữa trị đồ thần trên đao nhưng là quá lãng phí. Bất quá Tiêu Phàm cũng càng thêm hiếu kỳ cái này đồ thần đao phẩm giai cao, đoán chừng không ở Càn Khôn Định Thiên đỉnh phía dưới, bất quá so với màu trắng tảng đá vẫn còn có chút không bằng. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm càng hiếu kỳ hơn màu trắng tảng đá là vì vật gì, hơn nữa, Tiêu Phàm phát hiện một vấn đề, màu trắng tảng đá tựa như cũng tại theo hắn trưởng thành mà trở nên mạnh mẽ, hơn nữa đi thẳng tại hắn phía trước. Chờ ta đột phá chiến thần cảnh một ngày kia, sẽ chậm chậm luyện hóa cái này đồ thần đao cùng Càn Khôn Định Thiên đỉnh. Tiêu Phàm âm thầm do dự, hàng phục đồ thần đao, Tiêu Phàm cũng có thể khống chế nó, chỉ là phát huy uy lực có hạn mà thôi. Nghĩ nghĩ, Tiêu Phàm hay là không đánh tính toán đem Tàn Sát Đao thu vào thể nội, mà là vẫn như cũ đặt ở hồn giới bên trong. Chốc lát, Tiêu Phàm ánh mắt đặt ở sau cùng tạp vật khu, những thứ kia quá mức hỗn tạp, Tiêu Phàm căn bản lười nhác từng cái tìm kiếm, hơn nữa trong thời gian ngắn cũng phân biệt không rõ ràng những thứ kia là vật chân quý. Ta như thế nào quên màu trắng tảng đá nữa nha, hắn nhưng là tầm bảo hảo thủ. Tiêu Phàm nhất vỗ trán, tâm thần dẫn ra lấy màu trắng tảng đá, sau đó từ tạp vật khu trên ngũ phẩm từng cái đảo qua. Tốc độ của hắn rất nhanh, bất quá nhường hắn thất vọng là, hồn lực đảo qua hơn phân nửa vật phẩm, màu trắng tảng đá bình tĩnh như trước như thường, Tiêu Phàm cũng biết, theo tự thân cùng đá màu trắng trở nên mạnh mẽ, giống những cái kia cửu phẩm hồn binh, cũng đã 10 phần bình tĩnh. Điểm này Tiêu Phàm cũng 10 phần im lặng, khi hắn nghĩ đến chính mình liền bình thường trở lại, hiện tại hắn, nhìn bát phẩm hồn binh, không phải cũng một dạng không có không coi vào đâu sao. Ân, đột nhiên, màu trắng tảng đá bỗng nhiên chấn động một cái, Tiêu Phàm hồn lực vội vàng trở về. Chốc lát, ánh mắt của hắn rơi vào một khối lớn chừng bàn tay đồ vật phía trên, nhìn kỹ, cái này lại là một khối thất thải rực rỡ bùn đất. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, cứ như vậy một khối bùn đất cũng xứng họ Tư Không Vũ thu tại hồn giới bên trong. Nhưng mà, làm Tiêu Phàm hồn lực rơi vào thất thải trên bùn đất lúc, vậy mà cảm nhận được một cỗ vô cùng bàng bạc sinh cơ, Tiêu Phàm trên người bất hủ lĩnh vực tự động tản ra. Cái này sinh cơ vậy mà so với ta lĩnh ngộ bất hủ lĩnh vực còn cường đại hơn. Tiêu Phàm tâm kinh không thôi, sau đó hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì các loại, thứ này tựa như ở đâu thấy qua. Có nghi hoặc, Tiêu Phàm trước tiên tại Tu La truyền thừa bên trong tìm kiếm, sau một lát, Tiêu Phàm hít vào ngụm khí lạnh. Lại là tiên thiên tức nhưỡng bên trong tinh thần tức nhưỡng. Tiêu Phàm lên tiếng kinh hô, khó nén kích động trong lòng. Tiên thiên tức nhưỡng, chia làm rất nhiều loại, nhưng mà mỗi một loại tiên thiên tức nhưỡng cũng là di túc chân quý đồ vật, cho dù là chiến thần cũng coi như chân bảo. Tiên thiên tức nhưỡng có thể mỗi giờ mỗi khắc hấp thu trong trời đất linh khí, cho nên hắn sinh cơ cực kỳ nồng đậm, cho dù là thần dược lớn lên ở trên đó bên cạnh, cũng cực dễ dàng sống được. Tinh thần tức nhưỡng chính là như thế, bởi vì nó không chỉ có thể ngưng kết cùng hấp thu thiên địa linh khí, còn có thể hấp thu tinh thần chi lực, hắn phẩm giai so với bình thường tiên thiên tức nhưỡng còn cao hơn. Cửu phẩm trở xuống linh dược cùng linh chu nếu là lớn lên ở trên đó, dù là sắp chết khô héo, cũng có thể trong nháy mắt phục sinh. Bảo bối tốt, quay đầu lộng một gốc thần dược thử xem,
Tiêu Phàm thở dài, sau đó màu trắng tảng đá đem khắc tạp vật khu lại quét một lần, nhưng là cũng lại không có phát hiện đồ vật gì. Tâm thần ra khỏi hồn giới, sau đó cởi lúc đầu hồn giới, đổi lại họ Tư Không Vũ chính là cái kia, hơn nữa đem hắn chính mình hồn giới bên trong tất cả mọi thứ đều để vào cái này hồn giới bên trong. Ngoài trừ đồ thần đao bên ngoài, cái kia mấy cái thần thạch cùng tinh thần tức nhưỡng, lại bị Tiêu Phàm ném vào trong cơ thể trong tiểu thiên địa, thứ này thế nhưng là di túc chân quý, không thể tùy ý đặt ở hồn giới bên trong. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Phàm lại lấy ra mấy mai hồn giới, những thứ này hồn giới bên trong có hai cái là Độc Cô Khó Lường cùng Mộ Dung Sóng Trần, bất quá Tiêu Phàm cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt đồ vật, cũng liền tùy ý nhìn lướt qua, liền toàn bộ ném vào hồn của hắn trong nhẫn. Những tư nguyên này, hắn tự nhiên muốn lợi dụng được, quay đầu cho Ảnh Phong bọn hắn, tạm thời có thể nhường Tu La Điện gắng gượng qua một đoạn thời gian. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, đi trước tham gia Vạn Thánh Dược Điển lại nói, vạn nhất thật sự có bảo bối gì đâu. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, nhưng là phát hiện phía chân trời đã tỏa sáng. Triệt hồi hồn giới, Tiêu Phàm liền đi ra ngoài, hôm nay là Vạn Thánh Thuốc Điển đệ hai luận bắt đầu thời gian. Cũng liền tại lúc này, Sở gia phủ đệ chỗ sâu, Sở Lăng Tiêu ngồi ở một tòa trong sân, nghe nhị trưởng lão đang kể một ít gì. Gia chủ, sự tình đại khái chính là như vậy, phong ấn chi địa vấn đề xuất hiện, vô cùng có khả năng cùng cái kia gọi Kiếm Hồng Trần tiểu tử có liên quan. Nhị trưởng lão trầm giọng nói. Sở Lăng Tiêu sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, ngón tay đập mặt bàn, đạo, ngươi xác định lại phá nhất trọng hồn giới. 89/10, trước đây có một cỗ bão lớn, tất cả hồn giới đều chấn động một cái. Nhị trưởng lão khẳng định gật gật đầu, mà ở trong quá trình này, vừa vặn là bọn hắn hai người đi vào, chỉ là gia chủ giao phó, không thể ngăn cản lão đầu kia, chúng ta cũng liền. Nhị trưởng lão kỳ thực rất muốn hỏi, lão đầu kia rốt cuộc là ai, dựa vào cái gì có thể tùy ý xuất nhập sở gia cấm địa, hơn nữa còn có thể đi vào phong ấn chi địa. Nếu như không phải Sở Lăng Tiêu ngăn cản, nhị trưởng lão cùng âm thầm thủ hộ sở gia cấm địa nhân, đoán chừng đã sớm đối với hề lão động thủ. Người nọ là ai ngươi cũng không cần quản, Vạn Thánh Thuốc Điển đệ hai luận sắp bắt đầu, phong ấn chi địa sự tình để nói sau. Sở Lăng Tiêu lắc đầu. Là, gia chủ, nhị trưởng lão cung kính gật gật đầu, sau đó biến mất ở trong sân. Hề lão đầu như thế nào thường xuyên ra vào phong ấn chi địa đâu? Chẳng lẽ hắn đã nghĩ tới biện pháp? Sở Lăng Tiêu híp híp hai mắt, tại hề lão mặt phía trước một ngụm một tiếng sư tổ, nhưng mà sau lưng lại hô to lão đầu. Do dự hồi lâu, Sở Lăng Tiêu trong mắt trải qua một đạo tinh quang, âm thanh lạnh lùng nói, có thể tìm được biện pháp cũng là chuyện tốt, nếu như tìm không thấy, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục từ tham gia Vạn Thánh Dược Điển người trong chọn lấy. Vạn Thánh Dược các chỗ ở quảng trường, theo sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu xuống, bốn phía đầu người rung động, bóng người đông đảo. Hôm nay là tuyên đọc vòng thứ nhất tấn cấp danh sách thời gian, cũng là Vạn Thánh Thuốc Điển đệ hai luận bắt đầu ngày, tất cả người dự thi đều kích động tới cực điểm. Thậm chí có rất nhiều người tối hôm qua liền ở chỗ này chờ đợi. Không biết ta có thể không thể trở thành 100 người may mắn một trong, như thế, ta nhiều năm cố gắng cũng không tính toán uổng phí. Hơn 2.700 người, chỉ tuyển 100 người, cái này tỷ lệ biết bao xa vời a, kỳ thực so với tấn cấp, ta bây giờ tò mò nhất chính là ai thông qua được 100 quan. Không cần suy nghĩ, nhất định là Sở Đại Thiếu, ngoài ra còn có ai có thể cùng Sở Đại Thiếu so. Đại trưởng lão mấy cái đồ đệ cũng không tệ, đại gia cũng không cần hiếu kỳ như vậy, chẳng mấy chốc sẽ đã biết. Đám người ngẩng đầu nhìn trời cao Vạn Thánh Dược Các, lặng lẽ nghị luận, bọn hắn đều đang đợi vòng thứ nhất thành tích tuyên bố. Bất quá tại vòng thứ hai tranh tài phía trước, không có người nào biết vòng thứ hai danh sách, vòng thứ hai danh sách là Vạn Thánh Dược Các chư thánh quyết định. Bởi vậy, cái này Vạn Thánh Dược Điển đối với phần lớn người tới nói cũng là công bình, cho dù Sở gia gia tộc cũng không làm gì được. Trong đám người, Sở Vân Phi sắc mặt không phải rất dễ nhìn, hắn hôm qua bị đá ra Vạn Thánh Dược Các, vốn cho là vòng thứ nhất tên thứ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Sở Vân Phi hưng cao thải liệt rời đi Vạn Thánh Dược Các, tại hắn nghĩ đến, nên đón hắn nhất định là vô số hâm mộ và ánh mắt kính sợ. Nhưng mà hắn lại phát hiện, trên quảng trường người vây xem 10 phần thưa thớt, chỉ có mấy ngàn người mà thôi, hơn nữa, những người này nhìn về phía hắn ánh mắt 10 phần bình tĩnh. Sở Vân Phi trong lòng vô cùng khó chịu, bất quá lúc này, hắn một cái thuộc hạ lại nói cho hắn biết, sớm đã có người thông quan, nghe được tin tức này, Sở Vân Phi suýt chút nữa không có phun ra một ngụm lão huyết. Hắn lúc đó áp chế một cách cưỡng ép trong lòng mình phẫn nộ,
Bất quá khi hắn nghe được thông quan giả vẹn vẹn mất một ngày thờ ì gian thời điểm, Sở Vân Phi thậm chí ngay cả ghen tị tâm đều không nổi lên được tới. Hắn bây giờ chỉ muốn biết tên thứ nhất rốt cuộc là ai, vậy mà đáng sợ như thế, đem cùng tuổi một đời Alchemist rất xa quang mấy con phố. Kỳ thực không chỉ là hắn, Sở Linh Nhi, Sở Nguyệt, Sở Hinh, Mộ Dung Sóng Trần, Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ bọn người, cũng hết sức tò mò hạng nhất thân phận. Thế nhưng cho đến bây giờ, thông quan giả vẫn là một điều bí ẩn. Xem ra ta còn không tới chậm. Đột nhiên, một đạo cười nhạt âm thanh vang lên, một vệt sáng xẹt qua phía chân trời, bỗng nhiên xuất hiện ở quảng trường. Hừ, Sở Vân Phi nhìn người tới một mắt, lạnh rên một tiếng, sát khí không thêm mảy may che giấu, người vừa tới không phải là người khác, chính là Tiêu Phàm. Yêu, đây không phải là chúng ta thông quan giả sao? Lúc này, trong đám người truyền đến một đạo thanh âm giễu cợt, những người khác nghe vậy, tất cả đều cười theo. Còn thông quan giả, có thể hay không tiến vào vòng thứ hai cũng không biết đâu. Sở Hinh khịt mũi coi thường, coi là kẻ thù nhìn xem Tiêu Phàm. Kiếm thiếu hiệp thực lực đó là không cho phép hoài nghi, không nghĩ tới luyện dược trình độ cũng như vậy lợi hại. Mộ Dung Sóng Trần cũng âm dương quái khí nói, hắn mặt ngoài là khích lệ Tiêu Phàm, nhưng trên thực tế nhưng là ý trào phúng. Mặc dù bị Tiêu Phàm sợ vỡ mật, nhưng mà ở đây nhiều người như vậy, lá gan của hắn lại lớn không ít. Có chút cầu, lần sau trên mặt đất kêu thời điểm, ta nhất định đem hắn làm thịt, mà không phải nhường hắn chó sủa. Tiêu Phàm cười nhạt nhìn xem Mộ Dung Sóng Trần đạo. Ngươi, Mộ Dung Sóng Trần kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, hồi tưởng lại mấy ngày trước đây tại mặt đất chó vẩy đuôi mừng chủ dáng vẻ, lại cùng cậu có gì khác đâu. Ngay cả ta Sở gia khách nhân đều dám uy hiếp, ngươi muốn chết sao? Sở Vân Phi đột nhiên lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, lạnh giọng nói. Có thể liên hợp những người khác đả kích một chút Tiêu Phàm, Sở Vân Phi hay không ngại, sự tình lần trước, thế nhưng là hắn suốt đời vết nhơ. Nếu như không phải phụ thân hắn Sở Lăng Tiêu không để hắn tại Vạn Thánh Dược Điển trong lúc đó ra tay, Sở Vân Phi đã sớm toàn lực diệt sát Tiêu Phàm. Mặc dù lần trước đè thấp một cảnh giới cùng Tiêu Phàm bất phân thắng bại, nhưng mà nếu như toàn lực ứng phó, Sở Vân Phi vẫn là cực kỳ tự tin. Ta tìm chết, ngươi lại có thể nại ta như thế nào? Tiêu Phàm nhất khuôn mặt đạm nhiên, hai đầu lông mày khí khái anh hùng hừng hực, bây giờ tiểu thiên địa thành công mở ra, Tiêu Phàm nếu như toàn lực ứng phó, căn bản không sợ Sở Vân Phi. Chỉ bằng mặt hàng như ngươi vậy, đại thiếu gia một ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Sở Hinh ở một bên cười lạnh nói. Lan. Tiêu Phàm quay đầu chừng Sở Hinh một mắt, một cỗ đáng sợ linh hồn uy áp lao thẳng tới mà ra, Sở Hinh trong miệng phun ra một đạo tiên huyết, cơ thể hung hăng nện ở trên mặt đất. Những người khác kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm cường đại như thế, hơn nữa còn dám ở chỗ này động thủ. Sở Hinh còn muốn nói điều gì, Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên, ngươi nếu lại dám nói một chữ, có tin ta hay không làm thịt ngươi. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên thân sát ý lạnh như băng, Sở Hinh miệng không tự chủ đóng lại, liền Sở Vân Phi trong lúc nhất thời cũng bị Tiêu Phàm khí thế chấn nhiếp. Trong đám người còn có người muốn tiếp tục nhục nhã Tiêu Phàm, nhưng quả thực là không ai dám nói một câu. Đến giờ, đột nhiên, một tiếng hét to vang tận mây xanh, nhưng là nhìn thấy mấy đạo lưu quang từ đằng xa bắn nhanh mà đi, chốc lát, Sở Thanh Nguyên mang theo hai người xuất hiện ở không trung. Trong chớp nhoáng này, đám người yên tĩnh im lặng, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở Sở Thanh Nguyên trên thân, chỉ sợ bỏ lỡ cái gì. Sở Thanh Nguyên thở sâu, hết sức trịnh trọng hướng về không trung cúi đầu. Quát to, tại hạ là này giới Vạn Thánh Dược Điển người chủ trì Sở Thanh Nguyên, thỉnh chư thánh ban thưởng vòng thứ hai danh sách. Âm thanh to giống như trống chiều chuông sớm, quanh quẩn ở trên không, Sở Thanh Nguyên nội tâm cũng hết sức kích động, hắn rất muốn biết, một lần này thông quan giả rốt cuộc là ai. Đám người cũng đồng dạng 10 phần chờ mong, bọn hắn 10 phần chờ mong thông quan giả là người một nhà, đi qua bách thánh khảo nghiệm đều có thể thông qua, đây chính là vô cùng có khả năng trở thành trong truyền thuyết dược thần. Ong ong tương đương, mấy tức sau đó, Vạn Thánh Dược Các đột nhiên tỏa ra từng đạo màu trắng lưu quang tại hư không ngưng kết thành từng đạo hư ảnh, quan sát phía dưới. Ngay sau đó, lờ mờ có thể nhìn thấy, Vạn Thánh Dược Các tầng thứ ba phía trên, có ba đạo nhân ảnh tương đối ngưng thực, ánh mắt của bọn hắn trong đám người liếc nhìn, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Hô, đột nhiên, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bắn vào trong đám người một thân ảnh phía trên. Ngay sau đó, đỉnh đầu của hắn hiện lên một con số. 33, rất nhiều người lộ ra vẻ cổ quái, không biết là có ý tứ gì.
Bất quá cũng không ít trong mắt người đều là vẻ hâm mộ, những người này cũng là Sở gia người, bọn hắn biết cái này 33 đại biểu cho cái gì. Ha ha, ta thành công, ta thành công. Không đợi mọi người lấy lại tinh thần, cái kia bị lưu quang bắn trúng thanh niên tu sĩ đột nhiên cười như điên, cả người gần như điên cuồng. Hạng 100, trung qua 33 quan, tới đây đăng ký tin tức. Sở Thanh Nguyên thanh âm vang lên, ẩn chứa một cỗ uy áp chấn trụ người thanh niên kia. 100 tên, đám người trong nháy mắt lấy lại tinh thần, rốt cuộc biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn hắn không nghĩ tới, lại là vạn thánh giữa các chư thánh tự mình tuyên bố danh sách, rất nhiều người nhìn về phía người thanh niên kia trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Có thể từ nơi này sao nhiều người bên trong chỗ hết tài năng, đủ để chứng minh sự bất phàm của hắn, dù chỉ là 100 tên, cũng nhất định sẽ bị gia tộc xem trọng. Không nghĩ tới lại là dạng này tuyên bố phương thức, cũng là coi như công bằng. Tiêu Phàm tâm bên trong thầm nghĩ, chỉ là vừa nghĩ tới mình bị những người này làm khó dễ lúc, trong lòng của hắn liền vô cùng khó chịu. Nhưng mà hắn cũng không thể không thừa nhận, loại phương thức tranh tài này, cùng Sở gia không quan hệ, đối với phần lớn mà nói rất là công bình, chỉ cần ngươi có chân tài thực học, nhất định sẽ lấy được tốt hơn thành tích. Cũng liền tại lúc này, lại một đường lưu quang hướng về trong đám người bắn nhanh mà đến, lần nữa hấp dẫn ánh mắt mọi người. Người thứ 99 lại là Hoàng Phủ gia tộc. Rất nhiều người thầm than, đạo thứ hai lưu quang rơi vào Hoàng Phủ gia tộc chỗ ở một cái váy đen trên người nữ tử, đỉnh đầu của nàng biểu hiện 34, rất hiển nhiên là xông qua 34 quan. Đương nhiên, cái này cũng là nàng tiến vào vòng thứ hai lấy được tích phân, đối với thông quan 100 phân tới nói, cũng không tính cái gì. Váy đen nữ tử hướng đi Sở Thanh Nguyên, hiển nhiên là đi đăng ký tin tức. Ngay sau đó, chân trời lưu quang tăng tốc, mỗi một đạo lưu quang rơi vào một cái đầu người đỉnh, đỉnh đầu đều sẽ xuất hiện một con số. Mặc dù có người xông qua được cửa ải giống nhau, nhưng mà xếp hạng lại có một chút chênh lệch, bởi vì 100 tên không có tái diễn thứ tự. Đương nhiên, cũng không có ai vì cái hạng này tranh đến mặt đỏ tới mang tai, thứ nhất là khảo hạch này là chúng thánh bình phán. Tự nhiên công bằng, sẽ không cố ý thiên vị ai. Thứ hai là dù là xếp hạng có chút khác biệt, nhưng tiến vào vòng thứ hai tích phân, là xông qua được cửa ải đếm quyết định, cùng xếp hạng không quan hệ. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian uống cạn nửa chén trà phía sau, đã có 90 đạo lưu quang đã rơi vào 90 người thể nội, chỉ còn lại cuối cùng 10 người. Đám người tâm cũng biến thành càng căng thẳng hơn đứng lên, nhất là những cái kia tự hiểu thông qua cửa ải vượt qua tên thứ 11 nhân. Bọn hắn cũng rất muốn bị chư thánh khâm điểm, trước mặt người khác thêm thể diện. Không biết 10 hạng đầu có người nào, có người khẽ nói, ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm không trung, bọn hắn đang chờ đợi cuối cùng 10 đạo lưu quang rơi xuống. Hô! Tại trong muôn người chú ý, cuối cùng đạo thứ 10 tia sáng cuối cùng rơi xuống, đạo lưu quang này so với phía trước, nhưng là muốn hừng hực nhiều lắm. Tia sáng tới rất nhanh, trong nháy mắt liền bắn vào một cái kim bào kim quan nam tử thể nội. Nam tử chính là Hoàng Phủ gia tộc Hoàng Phủ Thiên Ngôn, ở trên đỉnh đầu hắn lơ lửng một cái to lớn 76. Ta chỉ là tên thứ 10. Hoàng Phủ Thiên Ngôn thở dài, kỳ thực xông qua 76 quan, với hắn mà nói, đã là 10 phần tốt thành tích, tên thứ 11 đều chỉ xông qua 73 quan. Bất quá hắn nguyên bản cho là mình thứ tự còn có thể tiếp tục tiến lên mấy cái thứ tự, nhưng mà không nghĩ tới vậy mà xếp hạng thứ 10 tên cuối cùng. Những người khác khinh bỉ nhìn xem Hoàng Phủ Thiên Ngôn. Phần lớn người cho là hắn là ở cố ý khoe khoang. Đám người tựa hồ đã quên, đối với cái này chút người dự thi tới nói, bọn họ đều là biết rõ chính mình xông qua bao nhiêu đóng, căn bản không tất yếu trước mặt người khác khoe khoang, hắn chính xác chỉ là tại nói một sự thật mà thôi. Tên thứ 10, cùng xông qua 76 quan, tới đây đăng ký tin tức. Sở Thanh Nguyên lộ ra vẻ hài lòng, thành tích này, đã vượt qua dự liệu của hắn. Hoàng Phủ Thiên Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về Sở Thanh Nguyên đi tới. Gần như đồng thời, lại một đường lưu quang từ phía chân trời bắn xuống, chui vào Mộ Dung Sóng Trần thể nội, tại hắn đỉnh đầu biểu hiện ra một cái to lớn con số, 77. Mộ Dung Sóng Trần mặc dù không có cam lòng, nhưng chỉ dễ đi hướng Sở Thanh Nguyên, tên thứ 10 cũng là 76, hắn chỉ so với tên thứ 10 nhiều một quan, cũng không khả năng đi tới càng nhiều thứ tự. Đi đến lúc, Mộ Dung Sóng Trần lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm nhất mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường, xem ra 10 hạng đầu không nhìn thấy ngươi. Tiêu Phàm không thèm để ý Mộ Dung Sóng Trần, tựa như nói nhiều một câu đều là đối với chính hắn vô nhục, cùng ngu như vậy bức còn có cái gì có thể nói đâu. Sau một khắc, nhưng Tiêu Phàm hơi hơi bất ngờ là,
Sở Vân Bắc vậy mà xông qua 80 quan, cướp lấy hạng 8, cái này quá vượt qua dự liệu của hắn. Không chỉ là hắn, đám người cũng trợn tròn mắt, Sở Vân Bắc chỉ là một cái hoàn khố tử đệ mà thôi, lại có thể dũng đoạt hạng 8. Sở Nhị Thiếu, tốt, trong đám người vẫn còn có người hét dầm lên, bất quá nhưng không ai phụ họa. Sở Vân Bắc trên mặt nguyên bản nụ cười sán lạn trở nên lúng túng vô cùng, mọi người nơi nào không biết, những cái kia tán thưởng Sở Vân Bắc nhân là chính hắn cố ý tìm đến phủng tràng. Dù là Sở Vân Bắc bây giờ để cho người ta lau mắt mà nhìn, nhưng mà những năm này mọi người đối với hắn cách nhìn, trong thời gian ngắn là không thể nào thay đổi. Dạng này lúng túng một màn rất nhanh liền đi qua, kế tiếp lần lượt bắn xuống mấy đạo lưu quang. Hoàng Phủ Tinh Vũ xông qua 84 quan, đoạt được hạng 7. Sở Hinh xông qua 86 quan, trở thành hạng 6, khi nàng từ Tiêu Phàm bên cạnh lúc đi qua, cao ngạo nâng lên đầu, giống như một cái kiêu ngạo khổng tước đồng dạng. Tiêu Phàm căn bản liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, dạng này mặt hàng hắn căn bản là chưa bao giờ để ở trong lòng. Lăng Ngạo xông qua 87 quan, đoạt được hạng 5, Tiêu Phàm cũng có chút kinh ngạc, xem ra những cổ tộc này luyện dược thiên tài cũng không phải dựng. Tên thứ tư, nhưng là Sở Nguyệt, nàng xông qua 88 quan. Cái này đã phá vỡ Sở gia đương đại gia chủ Sở Lăng Tiêu ghi chép, bất quá ở nơi này một lần vạn thánh dược điển bên trong, vẹn vẹn chỉ là tên thứ tư mà thôi, căn bản không có bao nhiêu người nhớ kỹ. Cũng liền ở thời điểm này, đám người triệt để an tĩnh lại, bọn hắn muốn thấy được cuối cùng ba đạo lưu quang rơi vào trên người ai. Nhất là hạng nhất người đoạt giải, cái này sớm đã trở thành Sở gia cổ thành những ngày qua lớn nhất chủ đề. Tên thứ tư chỉ là 88 quan, ta thế nhưng là xông qua 91 quan, cho dù không chiếm được đệ nhất, cũng nhất định có thể nhận được đệ nhị. Sở Vân Phi khẽ cắn môi, nhìn lên trời cao. Theo trong lòng muốn như vậy, nhưng ở cuối cùng thứ tự chưa hề đi ra phía trước, hắn kỳ thực cũng 10 phần không có yên lòng. Phía chân trời, Sở Lăng Tiêu cùng đại trưởng lão đứng lơ lửng trên không, nếu như khoảng cách gần cảm ứng, cũng có thể phát hiện trái tim của bọn hắn nhảy nhanh hơn rất nhiều. Lấy tâm tính của hai người cùng thực lực, ngoại trừ phong ấn chi địa sự tình, những năm này thật đúng là không có chuyện gì có thể ba động suy nghĩ của bọn hắn. Chúc mừng đại trưởng lão, lệnh đồ thiên phú rất tốt, vậy mà phá vỡ bản gia chủ ghi chép, Sở Nguyệt chắc chắn là tương lai Sở gia trụ cột vững vàng. Sở Lăng Tiêu cười híp mắt nói. Đại trưởng lão khách khí, đại trưởng lão thần sắc lạnh lùng, cũng không có quá nhiều chập trùng. Giả bộ a, nhìn ngươi có thể chứa tới khi nào. Sở Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh không thôi. Thân là chủ nhà họ Sở, vốn phải là Sở gia lớn nhất. Nhưng mà, Sở gia thần dược các chủ địa vị và quyền thế lại không yếu với hắn, những năm này Sở Lăng Tiêu nghĩ hết phương pháp, nhưng mà đại trưởng lão căn bản vốn không phản ứng đến hắn, cái này khiến Sở Lăng Tiêu thúc thủ vô sách. Hô, đột nhiên, lại một đường lưu quang rơi xuống, tia sáng rất nhanh, phóng tới Tiêu Phàm cùng Sở Vân Phi bọn hắn chỗ ở khu vực. Nhất định không phải ta, nhất định không phải ta, Sở Vân Phi trong lòng cầu nguyện. Nhưng mà, phù một tiếng, lưu quang trong nháy mắt chui vào hắn mi tâm, Sở Vân Phi trong nháy mắt ngốc trệ ở nơi đó, thật giống như bị điện giật đồng dạng, không nhúc nhích. Tại hắn đỉnh đầu, lơ lửng một cái sáng chói màu trắng con số 91. Làm sao có thể, gần như đồng thời, Sở Lăng Tiêu biến sắc, kinh ngạc nhìn Sở Vân Phi. Sở Vân Phi thế nhưng là xông qua 91 quan A, hắn làm sao có thể chỉ là tên thứ ba. Đám người cũng 10 phần không hiểu, 91 tên cũng chỉ là tên thứ ba. Tên thứ ba so tên thứ tư thế nhưng là dòng giã nhiều tam quan A, kém như vậy cách cũng quá lớn A. Chúc mừng gia chủ, Vân Phi thiên phú rất tốt, vậy mà xông qua 90 đại quan, tương lai nhất định là Sở gia chủ cột vững vàng. Đại trưởng lão cười híp mắt nhìn xem Sở Lăng Tiêu. Sở Lăng Tiêu khóe miệng có chút co lại, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, chính mình vừa mới lời đã nói ra, đã vậy còn quá nhanh sẽ trả đã trở về. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn càng ngày càng âm trầm. Tên thứ ba dù sao cũng so tên thứ tư hảo. Sở Lăng Tiêu lạnh rên một tiếng, hắn bây giờ cũng chỉ có dạng này mới có thể tự an ủi mình. Bất quá, Sở Lăng Tiêu nhưng trong lòng thì vô cùng băng lãnh, hắn ngược lại muốn xem, rốt cuộc là có ai bản lĩnh lớn như vậy, có thể siêu việt con của hắn Sở Vân Phi, cướp đoạt tên thứ hai cùng tên thứ nhất. Làm sao có thể chỉ là tên thứ ba, làm sao có thể? Quảng trường. Sở Vân Phi đột nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt đều là vẻ khó tin, trong miệng thấp giọng tự lẩm bẩm. Nếu là người khác nhận được vạn thánh thuốc điển đệ ba tên, có lẽ đã sớm kích động khoa tay múa chân,
Nhưng mà Sở Vân Phi lại cao hứng không nổi, bởi vì hắn vốn chính là hướng về phía tên thứ nhất đi. Hắn không nghĩ tới, hạng nhất người vậy mà thông quan, hắn tự an ủi mình, không muốn cùng loại này yêu nghiệt đi so. Nhưng mà tên thứ hai thế nhưng là ranh giới cuối cùng của hắn, xông qua 91 đóng hắn, nếu như ngay cả tên thứ hai cũng không chiếm được, đối với hắn mà nói, nhất định chính là sỉ nhục. Chúc mừng Sở đại thiếu, dũng đoạt tên thứ ba. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng đạo, nụ cười này tựa như là phát ra từ phế tạng đồng dạng. Sở Vân Phi sắc mặt băng lãnh đến cực điểm, hắn nơi nào nghe không ra Tiêu Phàm trong giọng nói châm chọc chi ý, lạnh giọng nói cho dù là tên thứ ba, cũng không phải ngươi phế vật này có thể so sánh. Sở đại thiếu nói là, đáng tiếc có ít người chính xác liền phế vật cũng không bằng. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhận đồng Sở Vân Phi mà nói. Sở Vân Phi vừa định nổi giận, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, Sở gia cổ thành toàn thành trẻ tuổi một đời tu sĩ đều bại bởi Tiêu Phàm, nếu như Tiêu Phàm là phế vật, bọn hắn những người này không phải đều là phế vật không bằng sao. Trong lúc nhất thời, Sở Vân Phi không biết như thế nào phản bác, bọn hắn thua với Tiêu Phàm phải không tranh sự thật, cuối cùng nếu như không phải nhị trưởng lão đứng ra, hắn đoán chừng còn có thể quỳ gối thiên thánh dưới lầu hô to Sở gia không gì hơn cái này đâu. Sở đại thiếu còn nghĩ như thế nào mắng ta, ngược lại kiếm mỗ đều thừa nhận. Tiêu Phàm nhìn thấy Sở Vân Phi trầm mặc không nói, hắn nhưng từng bước ép sát. Ngược lại Sở Vân Phi như thế nào mắng hắn, Sở Vân Phi cùng Sở gia trẻ tuổi một đời, cũng là không bằng hắn, mắng Tiêu Phàm mắng càng thảm, cũng chính là mắng bọn hắn chính mình mắng càng thảm. Kiếm hồng trần, ngươi sẽ chết rất khó coi, Sở Vân Phi gào trầm thấp lấy, coi như ngươi phía trước luyện dược thi đấu thắng ta, vậy chỉ bất quá là của ngươi vận khí cùng đầu cơ trục lợi mà thôi, vạn thánh dược điển mới có thể thể hiện thực lực chân chính. Ngươi nói không sai, vạn thánh dược điển mới thật sự là thực lực thể hiện, nếu không thì chúng ta đánh cuộc nữa một ván. Tiêu Phàm cười nhạt nói. Cược thì cược, ngươi nghĩ như thế nào đánh cược? Sở Vân Phi cũng tới muốn đi, dù là hiện tại hắn lấy được đệ tam, hắn cũng tự tin có thể lật về một ván. Liền đánh cược ta có thể đổi không tham ngộ thêm vòng thứ hai như thế nào? Tiêu Phàm bật thốt lên. Nếu như phía trước cái kia Lục Bá Hầu hủy bỏ tư cách của hắn thật vẫn không dám như thế đánh cược. Nhưng mà hắn nhưng là thành công thông qua trăm đóng, dù là Lục Bá Hầu cũng không dám làm bộ. Tiêu Phàm thanh âm không lớn, bốn phía không thiếu tu sĩ đều nghe nhất thanh nhị sở, đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, tiến vào vòng thứ hai chỉ có 100 danh ngạch, bây giờ đã đi ra 98 cái, chỉ có cuối cùng hai cái vị trí, niệm đến tên của hắn là cỡ nào mong manh sự tình. Chẳng lẽ hắn thật sự thông quan, có người trong lòng kinh ngạc vô cùng. Rất nhiều người có còn nhớ Tiêu Phàm trước đây đã nói ngữ. Tiêu Phàm chính mình thế nhưng là thừa nhận qua sông qua 100 đóng, chẳng qua là ban đầu căn bản không có người tin tưởng hắn, cho là hắn là ở khoác lác mà thôi, bất quá bây giờ nhưng là có người hoài nghi. Thật sự là Tiêu Phàm thần sắc quá tự tin, đương nhiên cũng không ném ra ngoài hắn là cố ý giả vờ. Ông! Đột nhiên, lại một đường lưu quang rơi xuống, làm lưu quang chui vào người kia thể nội là, ánh mắt không ít người bỗng nhiên co rụt lại. Trong mắt đều là vẻ khó tin. Không có khả năng. Thứ nhất sợ hãi kêu ra là Sở Hinh. Con ngươi của nàng hơi hơi rung động lấy. Tại con ngươi của nàng bên trong lạc ấn lấy một cái to lớn màu trắng con số 98. Không tệ, chính là 98. Dòng giá vượt qua Sở Vân Bắc bảy quan. Chênh lệch này dù là phúc quang cũng không thể bù đắp. Không chỉ Sở Hinh, liền Sở Vân Phi, Sở Vân Bắc, Sở Nguyệt, còn có trời cao Sở Lăng Tiêu cũng là gương mặt kinh ngạc. Bởi vì cái này người bọn hắn đều biết. Sở Linh Nhi, tên thứ hai tại sao có thể là ngươi? Sở Vân Phi là số ít biết Sở Linh Nhi thân phận người, cũng chính bởi vì vậy, hắn càng thêm không tin. Dù là Sở Linh Nhi là của hắn biểu muội, nhưng mà trong mắt hắn, Sở Linh Nhi vẫn như cũ chỉ là một thuốc nô đánh bại hắn, hơn nữa còn đánh bại Sở gia tất cả mọi người, đây không phải chê cười sao? Nếu như chuyện này truyền bá ra ngoài, Sở gia cổ tộc tuyệt đối sẽ trở thành khắc cổ tộc trong mắt chê cười, Sở gia có thể để tiếng xấu muôn đời. Sở Linh Nhi lợi hại như vậy, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Sở Linh Nhi, nàng luyện dược thiên phú nhường Tiêu Phàm nhất trận tâm kinh run rẩy. Hắn sở dĩ có thể thông quan, là bởi vì tu la truyền thừa tồn tại, nhưng Sở Linh Nhi, thế nhưng là bằng vào tự mình tu luyện đó a. Chỉ dựa vào tự mình tu luyện liền có thể xông qua 98 quan, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể hoàn thành sự tình. Đương nhiên, Sở Linh Nhi trên người phúc quang cũng so với bình thường nhiều người, nhưng coi như thế, cũng đủ để chứng minh Sở Linh Nhi bất phàm.
Sở Linh Nhi sắc mặt coi như bình tĩnh, tựa như đương nhiên một dạng, sau đó đột nhiên hướng về không trung cúi đầu, cười nói, sư tôn, Đồ Nhi không có nhường ngài thất vọng à. Đám người kinh ngạc nhìn xem Sở Linh Nhi, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng tụ tập tại đại trưởng lão trên thân. Sở Lăng Tiêu toàn thân run lên, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua nồng nặc sát ý, hồi tưởng lại vừa rồi đối với đại trưởng lão đã nói ngữ, hắn hối hận phát điên. Tên thứ ba chính xác so tên thứ hai hảo, nhưng mà tên thứ hai cũng so tên thứ ba tốt, kết quả là, bên thắng vẫn là đại trưởng lão. Hảo, đại trưởng lão đầu tiên là cả kinh, Sở Linh Nhi biểu hiện rõ ràng cũng vượt qua hắn bất ngờ, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, vẻ mặt ôn hòa gật đầu cười nói. Gia chủ, giống Linh Nhi dạng này thiên tài Alchemist, cần phải trọng điểm bồi dưỡng a, ta đã khâm điểm nàng vì hạ nhiệm thần dược các người thừa kế, không biết ý của ngươi như nào. Đại trưởng lão cười nói. Sở Lăng Tiêu mặt âm trầm, trong lòng xoắn xuýt tới cực điểm, đáp ứng cũng không phải, không đáp ứng cũng không phải. Lấy Sở Linh Nhi thiên phú, đảm nhiệm thần dược các người thừa kế đó là tự nhiên không có vấn đề, nhưng mấu chốt là Sở Linh Nhi cũng không thuộc về Sở gia, nàng chân chính tên gọi Tiêu Linh Nhi. Đại trưởng lão tất nhiên nói như vậy, quay đầu các đại trưởng lão lại thảo luận một chút. Sở Lăng Tiêu rất lâu vừa nghĩ đến một cái đối sách, trên thực tế, toàn bộ Sở gia cũng chỉ bọn hắn hai cái định đoạt mà thôi. Cũng tốt, đại trưởng lão gật gật đầu, hắn chỉ cần cho thấy một cái ý tứ mà thôi, cũng không phải bởi vì cái khác, thật sự là Sở Linh Nhi thiên phú quá mạnh mẽ. Sở Linh Nhi cũng không để ý, hướng về phía Tiêu Phàm cười cười, liền hướng lấy nơi xa bay đi, hai người tại trước mặt mọi người, vẫn là không có cho thấy quan hệ. Sở Vân Phi nhìn thấy Sở Linh Nhi hướng về bên này nở nụ cười, hắn còn tưởng rằng Sở Linh Nhi là ở trào phúng hắn, sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên, gân xanh trên trán ngọ nguậy, thiếu chút nữa thì muốn nổ tung. Sở đại thiếu, chỉ có vị trí cuối cùng, ngươi còn dám hay không theo ta đánh cược? Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên, hắn còn nghĩ suy nghĩ hố Sở Vân Phi một cái đâu, bất quá còn phải nhìn chư thánh có cho hay không mặt mũi, tối nay hạ xuống lưu quang. Sở Vân Phi khẽ cắn môi, tức giận nhìn xem Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời chính là không dám mở miệng. Đột nhiên, một vệt sáng từ vạn thánh dược các vương vãi xuống, xông thẳng trong đám người mà đi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó khinh thường nhìn xem Sở Vân Phi đạo, liền biết ngươi là sợ hàng. Cược thì cược, ta sẽ sợ ngươi. Sở Vân Phi bị kích thích không được, lập tức thốt ra. Nhưng mà vừa dứt lời, Sở Vân Phi nhưng là trong nháy mắt rớt xuống đất, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa thì không có đã hôn mê. Đang lúc rất nhiều người kinh ngạc Sở Linh Nhi kinh khủng luyện dược thiên phú thời điểm, còn có một vài người nhưng trong lòng cũng tại chờ mong thông quan vòng thứ nhất người. Vài ngày đi qua, cái này một mực là trong lòng mọi người một điều bí ẩn, bây giờ bí ẩn rốt cuộc phải giải khai, trong lòng tất cả mọi người đều vô cùng khẩn trương. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt mong chờ, vạn thánh dược các phía trên, cuối cùng bắn xuống cuối cùng một vệt sáng, giống như một đảo to lớn màu trắng cột nước đồng dạng, vô cùng tráng kiện cùng rực rỡ. Ánh sáng màu trắng 10 phần chói mắt, nhưng mà bây giờ, tất cả mọi người đều tận lực mở hai mắt ra, chỉ sợ bỏ lỡ tính chất lịch sử một khắc này. Rốt cuộc là ai? Đám người nín thở ngưng thần, lặng lặng nhìn chằm chằm đạo kia màu trắng lưu quang rơi xuống. Hô! Tia sáng tới rất nhanh, đi cũng rất nhanh, sau một khắc, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều trợn to hai mắt, dường như điện giật đồng dạng cứng tại chỗ. Sở Vân Phi cùng Mộ Dung Lãng Trần bọn người, càng là dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất, đều là vẻ sợ hãi. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng là ngươi. Sở Vân Phi gần như điên cuồng hét giận dữ đứng lên, trong mắt của hắn đang theo dõi cách đó không xa Tiêu Phàm. Vì cái gì không thể là ta? Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên, tại hắn đỉnh đầu ngưng kết hai cái này chữ to màu vàng, cùng cái khác con số không giống nhau, lơ lửng tại Tiêu Phàm đỉnh đầu là thông quan, hai chữ, hơn nữa phơi bày kim sắc, đây chính là chưa từng có sự tình. Kỳ thực Tiêu Phàm cũng khẩn trương rồi một lần, còn tốt Lục Bá Hậu không có hắn tưởng tượng nhỏ mọn như vậy bãi bỏ tư cách của hắn. Đây là, đột nhiên, Tiêu Phàm cảm giác huyết mạch vậy mà nhiều hơn một cỗ huyền diệu năng lượng, cái này đoàn năng lượng, vậy mà ẩn chứa bàng bạc dược lực. Dược lực, chẳng lẽ, Tiêu Phàm đột nhiên cả kinh, tựa như nhớ ra cái gì đó, trong lòng kinh ngạc nói, trước đây tiểu ngũ thể nội huyết mạch bên trong dược lực không phải liền là loại này sao, chỉ là dược lực so tiểu ngũ ban đầu phải cường đại nhiều lắm. Nói không khiếp sợ đó là không có khả năng, phải biết,
Quan Tiểu Thất bởi vì quanh năm suốt tháng nuốt chửng linh dược, huyết mạch của hắn đã gần như bách độc bất xâm. Mà bây giờ, hắn vậy mà cũng có thể được loại lực lượng này, Tiêu Phàm tâm bên trong đã kích động không kềm chế được. Tiêu Phàm trong đầu vang lên trước đây vượt quan lúc một cái trắng y nữ tử nói với hắn lời nói, thông qua 100 quan, có lẽ có không nghĩ tới kinh hỉ. Rất rõ ràng, đây chính là cho hắn kinh hỉ, bất quá, bây giờ Tiêu Phàm tạm thời không có thời gian quản nhiều như vậy, chỉ có thể mặc cho bằng huyết dịch tự động luyện hóa. Khi hắn lấy lại tinh thần lúc, toàn trường sôi trào âm thanh truyền vào Tiêu Phàm trong lỗ tai. Thông quan vậy mà thực sự là kiếm hồng trần, ngày đó hắn không phải đang mở trò đùa, đây là sự thực. Kẻ này nhất định chính là cái đồ biến thái A, chiến lực có thể so với yêu nghiệt, luyện dược trình độ càng thêm yêu nghiệt, phóng nhãn chiến hồn đại lục lại có mấy người. Nghe nói Tu La Điện Chủ đã xuất thế, có lẽ loạn thế sắp xảy ra, loạn thế phía trước là một mảnh thịnh thế, kẻ này chính là thịnh thế bên trong người nổi bật, vì nghênh đón loạn thế mà sống. Rất nhiều thế hệ trước tu sĩ cảm thán, trẻ tuổi một đời nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng thay đổi, phía trước hay không mảnh, nhưng bây giờ có chỉ là kính sợ. Nếu như ngay cả Tiêu Phàm đều xem thường, bọn hắn những thứ này liền Tiêu Phàm cũng không bằng người đâu. Thật chẳng lẽ phế vật không bằng? Sở Vân Phi, Mộ Dung Lãng Trần, Sở Hinh bọn người trầm mặc không nói, sắc mặt khó xử tới cực điểm, nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không lại để ý bọn hắn, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt, cái này khiến Sở Vân Phi thần sắc của bọn hắn càng thêm khó xử, tựa như bọn hắn những người này ở đây Tiêu Phàm trong mắt cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép. Trên thực tế cũng là như thế, tại Tiêu Phàm trong mắt, bọn hắn chỉ là một đám bính bính khiêu khiêu châu chấu, ngoại trừ Sở Vân Phi bên ngoài, những người khác tiện tay có thể diệt. Trên không trung, Sở Lăng Tiêu cùng đại trưởng lão hai người cau mày, con mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, muốn đem hắn nhìn thấu đồng dạng. Đáng tiếc, để cho hai người thất vọng là, Tiêu Phàm bình tĩnh vô cùng, nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng đã sớm kích động không hơn được nữa. Thật chẳng lẽ như Hề lão đầu nói tới, chỉ có hắn có thể đủ cứu Sở ra. Sở Lăng Tiêu mặt âm trầm. Phía trước hắn căn bản không tin Hề già lời nói, nhưng là bây giờ, hắn cũng không lại hoài nghi. Một cái có thể thông quan vòng thứ nhất khảo hạch người, như thế nào có thể đơn giản đâu. Đại trưởng lão còn tốt một điểm, bất quá cũng hết sức kinh ngạc, phía trước Tiêu Phàm dạy hắn cốt linh phân rõ chi pháp, còn quanh quẩn tại hắn trong đầu. Bất quá hắn sau lưng tam trưởng lão nhưng là khẽ run, nàng hoàn toàn không nghĩ tới thông quan là Tiêu Phàm tiểu tử này. Tiêu Phàm làm tốt đăng ký sau đó, Sở Thanh Nguyên mới hồi phục tinh thần lại, quát to, bây giờ bắt đầu vòng thứ hai, vào Vạn Thánh Dược Các. Vừa dứt lời, đám người nhao nhao hướng về Vạn Thánh Dược Các bay đi, cái này cũng là Vạn Thánh Dược Điển công bình nhất chỗ, bình phán người chính là khi xưa chư thánh. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, vẫn là bay đi lên, lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một thanh âm. Kiếm Hồng Trần, người thức thuốc biện dược năng lực là không sai, nhưng mà vòng thứ hai khảo nghiệm nhưng là một cái người thực tiễn năng lực, ta tất bại ngươi, nói cho thế nhân, ngươi Kiếm Hồng Trần chỉ bất quá tài giỏi dược đồng sống mà thôi. Thô kệch và thanh âm tức giận quanh quẩn ở trên không, chỉ thấy Sở Vân Phi lộ ra vẻ dữ tợn, gân xanh trên trán ngọ nguậy, thần sắc lạnh như băng nhìn xem Tiêu Phàm. Đại thiếu nói không sai, lần trước hắn có thể đủ đánh bại ta, cũng là bởi vì hắn phân rõ dược liệu năng lực, nhưng mà cửa thứ hai luyện đan hắn không dám tham gia, hắn luyện đan trình độ chắc chắn chẳng ra sao cả. Sở Hinh phụ họa nói, có lẽ ngay cả ta đều có thể dễ dàng trà đạp hắn. Mộ Dung Lãng Trần cũng chen lời nói, vậy ta chờ các ngươi trà đạp. Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn xem ba người, hắn thiếu chút nữa thì bật cười, ba người này nhìn thế nào cũng là cá mè một lứa, bây giờ lẫn nhau kiếm cớ an ủi. Muốn nói thuật luyện đan, Tiêu Phàm vẫn là cực kỳ tự tin, nhất là bây giờ đột phá đến chiến thánh trung kỳ. Ngươi yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sở Vân Phi lạnh rên một tiếng, hắn mười phần khó chịu Tiêu Phàm vĩnh viễn bộ dáng phong khinh vân đạm kia. Mấy người khác cổ quái nhìn xem Sở Vân Phi, Sở Vân Phi tài luyện đan bọn hắn ngược lại là nghe nói qua, nhưng mà Tiêu Phàm có thể yếu sao? Một cái có thể thông quan vòng thứ nhất người, lại như thế nào cũng sẽ không kém đến đi đâu à. Lăng Ngạo trong lòng càng là lẩm bẩm, coi như Kiếm Hồng Trần tài luyện đan chẳng ra sao cả, hắn đồng dạng là ngươi Mộ Dung Lãng Trần khắc tinh. Cũng khó trách Lăng Ngạo muốn như vậy, Mộ Dung Lãng Trần mỗi lần gặp phải Tiêu Phàm, cũng không có chuyện gì tốt, nhất định sẽ xui xẻo. Bất chi bất giác, đám người lần nữa đi tới Vạn Thánh Dược Các cánh cửa ánh sáng phía trước, trong lòng hơi hơi ngưng lại, bất quá để bọn hắn kinh ngạc là,
Lần này vậy mà không phải xuất hiện ở màu trắng trong không gian nhỏ, mà là tại một mảnh trên quảng trường cực lớn, chung quanh đã vây đầy quang ảnh, một cỗ khí tức như có như không từ quang ảnh kia bên trên tán phát mà ra. Đám người cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, thậm chí có chút không thở nổi, những cái bóng kia không là người khác, chính là vạn thánh dược các chư thánh. Tại chung quanh quảng trường, trưng bày từng tôn luyện dược đỉnh, nhiều đến 100 tôn, luyện dược đỉnh chung quanh trưng bày không thiếu dược liệu. Rất nhiều người trong lòng cực kỳ không đánh giá, vạn thánh dược các rõ ràng là hư ảnh, vì cái gì ở đây nhưng là một mảnh thế giới chân thật đâu. Còn là nói, vạn thánh dược các chỉ là một truyền tống trận, đem bọn hắn truyền đến một mảnh khác không gian. Nghĩ tới đây, rất nhiều người trong lòng vô cùng khẩn trương đứng lên. Yên lặng, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, đáng sợ kỳ thực phô thiên cái địa bao phủ ra, trong chớp mắt, đám người câm như hến, nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, quảng trường xuất hiện một đạo áo đen thân ảnh, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác, đám người vội vàng ngậm kín miệng. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, Tiêu Phàm sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, trong lòng thầm mắng không thôi, đồng thời, đạo kia áo đen thân ảnh cũng nhìn thấy hắn, nhếch miệng lên một vòng cười tà. Áo đen thân ảnh không là người khác, chính là trước kia bị Tiêu Phàm giận mắng một trận Lục Bá Hậu. Vòng thứ hai bắt đầu, Lục Bá Hậu thản nhiên nói, đưa tay một hồi, quảng trường lập tức gió xoáy vân dũng, vô số điểm sáng từ trong tay hắn gào thét mà ra. Cùng lúc đó, quảng trường đột nhiên xuất hiện một cái thạch đài to lớn, bệ đá nhanh chóng chuyển động, từng đạo hào quang từ trên bên cạnh tản ra. Nhìn kỹ, trên bệ đá trưng bày đủ loại đủ kiểu dược liệu, tản ra nồng nặc mùi thuốc chi khí, rất nhiều người nhìn thấy những dược liệu kia, trong mắt lập tức nổi lên tia sáng. Trời ạ, đó lại là cửu phẩm hoàng lửa huyết tâm chi, cái này sớm đã tuyệt tích ngàn năm a. Đó là tuyệt hồn thảo, ta chỉ tại một bản cũ nát cổ tịch bên trên gặp qua. Chỉ bằng vào mùi thuốc này, ít nhất cũng có ngàn năm năm. Ta thấy được cái gì, đây không phải là bạo long tham gia sao, nghe nói có thể dung luyện long chi huyết mạch, rèn luyện vô địch thể phách. Ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào cái kia trên bệ đá, trợn mắt hốc mồm nhìn qua nơi đó, trong mắt đều là vẻ khó tin. Trên thạch đài kia có rất nhiều loại linh dược, là sớm đã tuyệt tích, nhưng mà hôm nay lại ở nơi này nhìn thấy, như thế nào để bọn hắn không kinh ngạc. Rất nhiều người đã ma quyền sát trưởng, bọn hắn biết vòng thứ hai tranh tài quy củ, đó chính là luyện đan. Mỗi người đều có một lần cơ hội luyện đan, bất quá, luyện đan dược liệu, phải tự mình từ trên bệ đá nhận được. Đương nhiên, muốn có được phẩm giai đầy đủ cao dược liệu, cũng nhất thiết phải cần tương ứng thực lực. Cái này cũng là vòng thứ hai là tối trọng yếu một cái khâu, đó chính là đoạt thuốc. Nhìn xem xuẩn xuẩn dục động đám người, Lục Bá Hậu thần sắc lạnh lùng, coi thường tay chậm rãi để xuống. Cùng lúc đó, bệ đá cũng ngừng lại chuyển động. Ở đây hết thảy có 81 loại dược liệu, mỗi người nhiều nhất có thể chọn 9 loại, mỗi loại dược liệu không thể vượt qua 1-2, tiếp đó luyện chế một cái đan dược, thời gian không cao hơn một canh giờ. Mặt khác lựa chọn lấy dược liệu đều phải dùng tại luyện chế đan dược bên trong, luyện đan dược phẩm giai càng cao, thời gian càng ngắn, lấy được tích phân càng nhiều. Lục Bá Hậu nhìn về phía toàn trường đám người mở miệng nói. Lần trước không phải có thể luyện chế nhiều viên thuốc sao, khóa này như thế nào chỉ cần luyện chế một cái. Đám người kinh ngạc nhìn xem Lục Bá Hậu, bất quá cũng không dám phản bác. Rất nhiều người sắc mặt trở nên khó coi, một cái đan dược và nhiều viên thuốc, đây chính là hoàn toàn không giống. Bởi vì người ở chỗ này, chính là có chiến thánh cảnh, có chỉ là chiến đế cảnh, đừng nói luyện chế đan dược trình độ chênh lệch rất lớn, chính là cướp đoạt dược liệu, cũng là một đại nan đề. Nếu như là luyện chế nhiều viên thuốc mà nói, mỗi nhiều một cái đan dược, là hơn gấp đôi tích phân, dù là luyện chế đan dược phẩm giai không bằng cao giai alchemist, nhưng bọn hắn cũng có thể về số lượng thắng qua. Dù sao, luyện chế thuốc cao cấp số lượng nhất định là không bằng cấp thấp đan dược, hơn nữa, thuốc cao cấp thời gian luyện chế rất dài, một khi vượt qua một canh giờ, vậy thì tương đương với thất bại, còn không bằng luyện chế cấp thấp đan dược. Nhưng là bây giờ, quy củ thay đổi. Tất cả mọi người đều chỉ cần luyện chế một cái đan dược, hơn nữa dược liệu trọng lượng cũng có hạn, đây đối với cấp thấp tu sĩ tới nói, là cực kỳ bất lợi. Cao giai alchemist vì giảm xuống phong hiểm, có lẽ sẽ tuyển chọn luyện chế cấp thấp đan dược, vô luận như thế nào đều lợi cho thế bất bại. Tiêu Phàm con mắt quét mắt phía trên bệ đá dược liệu, trong mắt lóe lên từng đạo ánh sáng khác thường, sau đó quay người nhìn về phía Lục Bá Hậu, nhưng là phát hiện Lục Bá Hậu dư quang đang nhìn hắn, tràn đầy vẻ đăm chiêu.
Lão gia hỏa này không phải là cố ý tới lừa ta à? Tiêu Phàm tâm bên trong thầm mắng, thực lực của hắn bất phàm, tại tất cả mọi người bên trong hẳn là cũng xem như phía trước mao. Lấy thực lực của hắn, muốn cướp đoạt phẩm cấp cao dược liệu, đó là không có áp lực chút nào, nhưng mấu chốt là, Tiêu Phàm cảm giác những dược liệu kia rất có vấn đề. Nhận được những cái kia cao giai dược liệu, rất có thể tạo thành luyện đan thất bại, mặc dù Tiêu Phàm tạm thời cũng không biết nguyên nhân gì, nhưng hắn trong lòng có cái chủng này trực giác. Nhất là câu kia, lựa chọn lấy dược liệu đều phải dùng tại luyện chế đan dược bên trong, nhất định chính là một cái hố to. Nếu như những cái kia cao giai dược liệu có vấn đề, dùng tại trong đó, muốn thành công luyện chế đan dược, vậy cơ hồ là không thể nào. Đương nhiên, tại không có khoảng cách gần quan sát những linh dược kia phía trước, Tiêu Phàm cũng không dám hoàn toàn xác định. Mặt khác, Tiêu Phàm quét những cái kia luyện dược đỉnh một mắt, phát hiện những thứ này luyện dược đỉnh vẻn vẹn chỉ là thất phẩm hồn binh. Thất phẩm hồn binh nếu như dùng để luyện chế bát phẩm đan dược, thậm chí cửu phẩm đan dược, xác suất thành công sẽ cực kỳ giảm xuống, thất bại kết quả, vô cùng có khả năng đào thải ra khỏi cục. Tiêu Phàm hít hít hai mắt, tại phần lớn người trong mắt, cái này vòng thứ hai quy tắc có lợi cho tu sĩ cấp cao, nhưng Tiêu Phàm biết, cấp thấp tu sĩ ngược lại chiếm cứ lấy ưu thế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tu sĩ cấp cao không nhìn ra những cái kia linh dược cao cấp vấn đề, bằng không mà nói. Tu sĩ cấp cao vẫn là so cấp thấp tu sĩ mạnh. Cái này vòng thứ hai quy tắc nhìn như đơn giản, nhưng thật muốn luyện chế ra lý tưởng đan dược, vẫn là cực kỳ khó khăn. Tiêu Phàm tâm bên trong thầm nghĩ. Ta tuyên bố, vòng thứ hai chính thức bắt đầu. Lục Bá Hậu căn bản vốn không cho mọi người suy nghĩ nhiều cơ hội, hắn giơ tay vung lên, một cây to lớn hương cắm ở quảng trường. Hoàng lửa huyết tâm chi là của ta. Lục Bá Hậu vừa dứt lời, đám người nhao nhao xông ra. Không muốn sống đồng dạng hướng về bệ đá bắn ra, bọn hắn đều nghĩ ngay đầu tiên nhận được cái kia cao cấp linh dược. Bởi vì bát phẩm trở lên linh dược cũng là duy nhất tính chất, chỉ có thất phẩm cực kỳ trở xuống linh dược rất nhiều, nếu như có thể nhận được một gốc bát phẩm trở lên linh dược, luyện chi đan vô cùng có khả năng để thăng một cái cấp độ. Lúc này, tu sĩ cấp cao thực lực thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, xông lên phía trước nhất là Sở Vân Phi, chiến thánh cảnh hậu kỳ hắn, ở đây cơ hồ không người là địch. Sở đại thiếu có phần quá không đem người thả tại trong mắt. Mắt thấy Sở Vân Phi tay sắp bắt được hoàng lửa huyết tâm chi lúc, một đạo cười nhạt tiếng vang lên. Ngay sau đó, một đạo trường cương từ phía sau đánh tới, thẳng đến Sở Vân Phi hậu tâm. Sở Vân Phi sắc mặt một lần, đưa tay chính là một trường nghênh đón tiếp lấy, khi thấy tập kích hắn người lúc, Sở Vân Phi hai mắt muốn nứt, khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới mấy điểm. Kiếm hồng trần, chết đi, Sở Vân Phi nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ ngòm chi lực, dị thường bá đạo, mãnh liệt. Phía trước ngươi không giết chết ta, ngươi liền sẽ không có cơ hội. Tiêu Phàm thần tình lạnh nhạt, trường cương cùng Sở Vân Phi đụng vào nhau. Phanh! Hai người mãnh liệt đụng vào nhau, tiếng vang ầm ầm quanh quẩn hư không, hồn lực ba động cuồn cuộn bành trướng, bốn phía không thiếu cấp thấp tu sĩ trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Những người khác không chút do dự hướng về bốn phía thối lui, không dám nghênh kỳ phong mang. Tại đám người trong ánh mắt kinh hãi, Sở Vân Phi phun ra một đạo tiên huyết, cơ thể lui về sau ba bước. Mà Tiêu Phàm, nhưng là đứng tại chỗ không nhúc nhích, vẻn vẹn trên mặt có chút ửng hồng. Ngươi như thế nào trở nên mạnh như vậy? Sở Vân Phi trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Mấy ngày phía trước, hắn áp chế tu vi còn có thể cùng Tiêu Phàm bất phân cao thấp, nhưng mà vừa mới qua đi bao lâu, Tiêu Phàm thật không ngờ cường đại, dù là hắn không có áp chế tu vi, cũng bị đẩy lui ba bước. Mặc dù vừa mới cũng không phải hắn toàn bộ thực lực, nhưng mà ai biết vừa mới có phải hay không Tiêu Phàm ranh giới cuối cùng đâu. Là ngươi quá yếu, Sở đại thiếu. Tiêu Phàm mỉm cười, mặt ngoài mười phần đạm nhiên, nhưng trong lòng lại là cực kỳ không bình tĩnh, ngưng thanh đạo, đây chính là tiểu thiên địa sức mạnh sao. Tiêu Phàm tâm bên trong vô cùng kinh hãi, hắn vừa mới chỉ là thử một chút tiểu thiên địa sức mạnh, lại trực tiếp đem Sở Vân Phi cho lui, hơn nữa, hắn còn không có thi triển toàn bộ thực lực của mình. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, nếu như mình toàn lực ứng phó, có thể cường đại đến cái tình trạng gì. Có lẽ mạnh như Sở Vân Phi, cũng có thể là nhất kích đánh bay a. Bất quá Sở Vân Phi dù sao cũng là thập đại yêu nghiệt, vừa rồi chắc chắn không phải của hắn toàn bộ thực lực, hơn nữa, đến cảnh giới này, như thế nào cũng sẽ có mình áp đáy hòm thủ đoạn, nếu là thật liều mạng, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Tiêu Phàm tâm bên trong trầm ngâm. Mặc dù tạm thời đẩy lui Sở Vân Phi, nhưng mà hắn vẫn không thì ra đầy,
bằng không thua thiệt vẫn là chính hắn. Ta quá yếu, ha ha, hảo một cái kiếm hồng trần, ngươi thật sự cho rằng đẩy lui ta liền thắng. Sở Vân Phi ngửa mặt lên trời cười giận dữ, từng ấy năm tới nay như vậy, còn chưa từng có người nào dám nói hắn yếu. Tiêu Phàm tuyệt đối là thứ nhất, hơn nữa kể từ Tiêu Phàm xuất hiện ở Sở gia cổ thành, hắn vẫn ăn thiệt thòi, khẩu khí này, Sở Vân Phi là không thể nào nuốt xuống. Thắng không thắng được ngươi ta không biết, nhưng ta biết, ngươi chắc chắn không thắng được ta. Tiêu Phàm thần tình lạnh nhạt, hai người đứng sừng sững hư không đối lập, cùng hoàng lửa huyết tâm chi ở giữa khoảng cách cách nhau không sai biệt lắm. Ai cũng không có trước tiên động thủ, một canh giờ đối với hai người tới nói đều hết sức phong phú, bất quá tu sĩ khác nhưng là xui xẻo. Bởi vì bọn hắn hai người không nhúc nhích, những người khác cũng không dám thiện động, nếu như bị Tiêu Phàm hòa Sở Vân Phi đồng thời theo dõi, vậy đơn giản cùng chết không cái gì khác nhau. Sở Vân Phi lông mày xúc động, hắn tại suy nghĩ Tiêu Phàm lời này tính chân thực, hắn đối với mình thực lực vẫn như cũ cực kỳ tự tin, giết chết Tiêu Phàm có lẽ làm không được, nhưng đánh bại hắn vẫn không khó. Cái kia ba cây chín phẩm linh thuốc ta cũng không muốn rồi, ta chỉ cần một gốc bát phẩm dược liệu làm chủ thuốc. Đột nhiên, một thanh âm đánh vỡ hiện trường bình tĩnh. Đám người nhìn lại, chỉ thấy Mộ Dung Lãng Trần đột nhiên đạp không dựng lên, hướng về phía trên bệ đá bày ra bát phẩm linh thuốc chỗ bay đi. Giờ khắc này, phần lớn người ánh mắt tất cả đều tụ tập tại Tiêu Phàm hòa Sở Vân Phi trên thân, theo bọn hắn nghĩ, Mộ Dung Lãng Trần đây là tìm chết tiết tấu. Nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người là, Tiêu Phàm hòa Sở Vân Phi hai người không nhúc nhích, chỉ là lạnh lùng quét Mộ Dung Lãng Trần một mắt. Sở Vân Phi sở dĩ không xuất thủ, là bởi vì Sở gia muốn cùng Mộ Dung gia tộc thông gia, còn chuẩn bị đem Sở Linh Nhi gả cho Mộ Dung Lãng Trần đâu, đương nhiên sẽ không đối phó hắn, bất quá trong lòng ít nhiều có chút khó chịu. Đến nỗi Tiêu Phàm, hắn căn bản không đem Mộ Dung Lãng Trần để ở trong lòng, coi như hắn lấy được bát phẩm linh thuốc lại như thế nào đâu. Lấy được linh dược, có thể hay không luyện chế ra đan dược còn chưa nhất định đâu, tự nhiên không có xuất thủ tất yếu, huống chi, hắn một khi ra tay, Sở Vân Phi cũng sẽ không ngồi chờ chết. Ta cũng chỉ muốn một gốc bát phẩm linh thuốc, lúc này, Lăng Ngạo cũng ra tay rồi, lao thẳng tới bệ đá mà đi. Ngay sau đó, Sở Linh Nhi, Hoàng Phủ Tinh Vũ, Sở Nguyệt, Sở Vân Bắc, Sở Hinh mấy người cũng không còn dám chậm trễ thời gian, những dược liệu này có hạn, cho dù có thể lấy tới một gốc bát phẩm chủ dược, bọn hắn cũng nhiều nhất có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược. Đến nỗi những thứ khác dược liệu, bọn hắn thật không có quá nhiều yêu cầu, bởi vì chọn lựa bát phẩm đan dược sau đó, nhất định phải quay chung quanh vị này chủ dược chọn lựa dược liệu. Mặc dù thất phẩm dược liệu có không ít, nhưng mà trọng lượng cũng không nhiều, nếu như bị những người khác chọn lựa xong, bọn hắn coi như nhận được bát phẩm linh thuốc cũng không hề có tác dụng. Ta chỉ cần vài cộng bảy phẩm linh thuốc. Ta cũng là... Những người khác cũng không bình tĩnh, theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần không cùng Tiêu Phàm hòa Sở Vân Phi cướp đoạt 9 phẩm linh thuốc, hai người cũng sẽ không ra tay với bọn họ. Không thể không nói, bọn hắn thật vẫn đánh cuộc đúng, Tiêu Phàm hòa Sở Vân Phi hai người đứng ở trên không không nhúc nhích, mặc cho tu sĩ khác từ bên cạnh bọn họ xuyên qua. Mộ Dung Lãng Trần là cái thứ nhất vọt tới bệ đá bên cạnh, hắn nhìn thấy Tiêu Phàm hòa Sở Vân Phi còn tại giằng co. Lập tức nhếch miệng cười nói, hai vị chắc hẳn chỉ cần một gốc chín phẩm linh thuốc, nhiều một gốc các ngươi cũng vô dụng, vậy ta thu. Hèn hạ. Vô sỉ. Đám người nổi giận mắng, cái này Mộ Dung Lãng Trần thật đúng là thực âm hiểm, cố ý nói chỉ cần bát phẩm linh thuốc, tiếp đó xuyên qua Tiêu Phàm hòa Sở Vân Phi ngăn cản, mà khi hắn đạt đến bệ đá lúc, lại thẳng đến trong đó một gốc chín phẩm linh thuốc Bạo Long tham gia. Tốc độ nhanh, không thể tưởng tượng. Gốc kia nhìn qua giống như một đầu kim long long hình nhân sâm, trực tiếp rơi vào Mộ Dung Lãng Trần trong tay. Ha ha, đa tạ các vị đã nhường. Mộ Dung Lãng Trần đắc ý đem Bảo Long tham gia nâng cao trong tay, hướng về đám người đung đưa. Người nơi này, ngoại trừ Tiêu Phàm hòa Sở Vân Phi, cũng không ai sẽ đi đoạt trong tay hắn Bảo Long tham gia, không giống nhau là dám không dám, hay là người bình thường thật đúng là không phải Mộ Dung Lãng Trần đối thủ. Rất nhiều người hối hận không thôi. Sớm biết chính mình hẳn là tiên hạ thủ vi cường. Các ngươi nhìn, cái kia Bạo Long tham gia có vẻ như còn không có long trảo, Bạo Long vô trảo, dược tính thế nhưng là cực kỳ bá đạo, không cẩn thận trường khống không tốt liền sẽ nổ lô. Sở Vân Bắc đột nhiên nói, cái này Bạo Long nhân sâm nhiên còn không có thành thục. Có một người mở miệng, nói chuyện là Sở Văn cũng tiến nhập vòng thứ hai, chỉ là xếp tại hơn 80 tên mà thôi. Ta nghe nói không thành thục Bạo Long tham gia. Dù là luyện chế đan dược thất phẩm đều hết sức khó khăn,
có lẽ qua phía dưới có thể gặp thức một chút. Sở Linh Nhi cũng mở miệng, một bộ một cách tinh quái bộ dáng. Những người khác cũng một bộ xem kịch vui vậy bộ dáng, trong lòng hối hận Tiêu Thất không thiếu, một gốc chưa thành thục bạo long tham gia, coi như lấy được lại như thế nào đâu. Thậm chí, còn có không ít người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, ai bảo ngươi choáng nha âm hiểm như vậy, bây giờ biết báo ứng sao. Mộ Dung Lãng Trần bị nói mặt đỏ tới mang tai, ngẩng đầu hướng về trong tay hắn bạo long xem thêm đi, quả nhiên, bạo long tham gia chỉ có long hình, còn không có long chảo. Hừ, Mộ Dung Lãng Trần lạnh rên một tiếng, chuẩn bị ném trong tay bạo long tham gia, lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Mộ Dung Lãng Trần, ngươi vứt bỏ thử xem, nhìn ta có dám hay không đánh gãy ngươi hai tay. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem Mộ Dung Lãng Trần, trên thân sát khí nở rộ. Đã ngươi dám cầm, cũng đừng nghĩ dễ dàng thả xuống, có ít người muốn vì hành động của mình trả giá thật lớn. Nghe được Tiêu Phàm mà nói, Mộ Dung Lãng Trần bỗng nhiên run một cái, nếu như là người khác hắn chắc chắn chẳng thèm ngó tới, nhưng Tiêu Phàm hung ác hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua. Lúc này, Mộ Dung Lãng Trần không thể làm gì khác hơn là dùng cứu trợ ánh mắt nhìn về phía xa xa Lục Bá Hậu, nhưng mà Lục Bá Hậu nhưng là một mặt đạm nhiên, căn bản không có ý lên tiếng. Kể từ vòng thứ hai bắt đầu, Lục Bá Hậu cũng chỉ là một cái người đứng xem, hoặc có lẽ là một cái trọng tài, trong quá trình trận đấu phát sinh cái gì, hắn căn bản sẽ không quan tâm, hắn muốn chỉ là kết quả. Mộ Dung Lãng Trần có loại hộp máu xúc động, sớm biết chính mình cũng không cần vọng động như vậy, đây không phải chính mình hại chính mình sao? Nếu như cái này bạo long tham gia có thể không cần tới luyện đan đây cũng là không quan trọng, nhưng mấu chốt là, chính mình chọn lựa dược liệu, nhất thiết phải luyện vào trong đan dược, ít nhất hắn Mộ Dung Lãng Trần đối với cái này bạo long tham gia là không có bất kỳ tự tin. Đám người cũng bị Tiêu Phàm bá đạo cho khiếp sợ đến, bọn hắn chỉ gặp qua trắng trợn cướp đoạt, còn không có gặp qua ép buộc nhân ra muốn, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ai kêu Mộ Dung Lãng Trần chính mình muốn cầm đâu. Tiêu Phàm quả nhiên là Mộ Dung Lãng Trần khắc tinh, may mắn ta có dự kiến trước rời xa hắn. Lăng Ngạo nhìn xem Mộ Dung Lãng Trần, trong lòng nhỏ giọng thì thầm. Nhìn qua một mặt biệt khuất Mộ Dung Lãng Trần, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, loại tình huống này hắn đã nhìn lắm thành quen. Bình thường cao cao tại thượng, hăm hở Mộ Dung Lãng Trần, tại gặp gỡ Tiêu Phàm sau đó, liền triệt để trở thành một cái thằng hề, một cái xui đến đổ máu ngu ngốc. Mộ Dung Lãng Trần một mực giơ cao lên trong tay bạo long tham gia, thu lại cũng không phải, thả xuống cũng không phải, Tiêu Phàm lên tiếng, hắn nào dám phản kháng. Hắn nhìn về phía Sở Vân Phi, Sở Vân Phi căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt, kỳ thực Sở Vân Phi trong lòng cũng vô cùng khó chịu, Mộ Dung Lãng Trần ở ngay trước mặt hắn cướp đoạt cửu phẩm bạo long tham gia, hắn không diệt Mộ Dung Lãng Trần đã coi như là thật tốt. Cho tới bây giờ chỉ có hắn Sở Vân Phi lợi dụng người khác, mà không có người khác dám lợi dụng hắn Sở Vân Phi. Thở sâu, Mộ Dung Lãng Trần vẫn là không có dám vứt bỏ trong tay bạo long tham gia, hắn lần nữa hướng về trên bệ đá nhìn lại. Ngược lại những cái kia luyện dược đỉnh cũng chỉ là thất phẩm hồn binh, muốn luyện chế ra bát phẩm đan dược quá khó, chỉ cần tìm được vài cọng có thể áp chế ở bạo long tham gia dược tính dược liệu, ta liền có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm. Mộ Dung Lãng Trần trong lòng trầm ngâm nói. Những người khác thấy thế, chỉ là âm thầm lắc đầu, một mà tiếp bị Tiêu Phàm sợ mất mật, từ nay về sau, Mộ Dung Lãng Trần xem như triệt để phế đi. Tiêu Phàm lạnh lùng đều nhìn những người khác, tựa như không có cuống cuồng chút nào linh dược bị những nhân tuyển khác hết. Thời gian chậm rãi trôi đi, hắn một mực không nhúc nhích, Sở Vân Phi cũng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, hắn ngược lại muốn xem, Tiêu Phàm có thể kiên trì tới khi nào. Sở Vân Phi 10 phần tự tin, chỉ cần hắn lấy được hoàng lửa huyết tâm chi, liền ít nhất có thể đủ luyện chế ra bát phẩm đan dược, vòng thứ hai thành tích chắc chắn đứng hàng đầu. Những người khác hắn căn bản không để ở trong mắt, chỉ có Tiêu Phàm, Sở Vân Phi vẫn còn có chút kiêng kỵ. Thời gian từng phút từng giây trôi đi, Tiêu Phàm cùng Sở Vân Phi vẫn như cũ đứng yên trước thạch thai, tựa như trở thành hai tôn pho tượng, những người khác quái dị nhìn xem hai người, không nghĩ tới hai người vậy mà thật sự tiêu hao. Bất quá, đám người lại không có thúc giục ý của hai người, bọn hắn hận không thể hai người đứng tại nơi, thẳng đến vòng thứ hai kết thúc, đã như thế, bọn hắn muốn tấn cấp vòng thứ ba cơ hội cũng đã lớn. Mọi người không biết là, Sở Vân Phi trong lòng có loại xúc động mà chửi thề, vốn cho là Tiêu Phàm nhiều nhất có thể kiên trì nửa canh giờ, nhưng bây giờ, cơ hồ chỉ còn lại thời gian một nén nhang. Cho dù là hắn, cũng chưa chắc có thể thành công luyện chế ra bát phẩm đan dược, dù sao nơi này tài liệu có hạn,
Hơn nữa luyện dược lô đỉnh phẩm giai quá thấp. Hừ, Sở Vân Phi lạnh rên một tiếng, hắn cuối cùng chịu đựng không nổi, hướng về hoàng lửa huyết tâm chi đánh tới. Sở đại thiếu liền điểm ấy định lực sao? Tiêu Phàm cười cười, đưa tay chính là một kiếm chém đi lên. Sở Vân Phi áo bào phồng lên lấy, một cỗ vô địch khí thế từ trên người hắn nở rộ, chung quanh mấy trượng phạm vi bên trong, trong nháy mắt bị màu đỏ thẫm hỏa diễm chôn vùi. Kiếm khí xông vào trong biển lửa liền biến mất không thấy, Sở Vân Phi đột nhiên nhếch miệng cười nói, kiếm hồng trần, ngươi bại. Vừa dứt lời, Sở Vân Phi tại hư không lật ra ngã nhào một cái, bàn tay nhẹ nhàng quan sát, trên thạch đài gốc kia hoàng lửa huyết tâm chi liền xuất hiện ở trong tay hắn. Cái kia chưa hẳn a, Tiêu Phàm thanh âm từ đằng xa truyền đến, ở trong tay của hắn, còn đang nắm một gốc hiện ra ô quang cỏ nhỏ, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Nhìn thấy Tiêu Phàm trong tay tuyệt hồn thảo, Sở Vân Phi cười càng thêm vui vẻ, cười to nói, kiếm hồng trần, ngươi thật đúng là không phải bình thường ngu xuẩn, tuyệt hồn thảo thế nhưng là chí độc chi vật, trừ phi có thể phá giải độc tính của nó, hoặc là tìm được khác tương sinh đích linh dược mới có thể luyện chế ra đan dược, nhưng nơi này có vẻ như không có dạng này linh dược. Nói đi, Sở Vân Phi cũng sẽ không lý tới Tiêu Phàm, thân hình nhẹ nhàng lóe lên, trong chốc lát, trong tay của hắn liền xuất hiện 8 loại linh dược. Phía trước cùng Tiêu Phàm rằng co, hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì, đã sớm suy nghĩ xong muốn luyện chế đan dược cần dược liệu, bây giờ hoàng lửa huyết tâm chi tới tay, các linh dược khác tự nhiên chỉ là chuyện đã rồi. Những người khác nhìn xem Tiêu Phàm, cũng lắc đầu, chính như Sở Vân Phi nói tới, một gốc tuyệt hồn thảo thì có thể có ích lợi gì chỗ đâu. Luyện chế đan dược, cũng không chỉ một vị thuốc liền có thể luyện chế thành công, đan dược như phương thuốc một dạng, cũng xem trọng quân thần tá sử, tuyệt hồn thảo thế nhưng là chí độc chi vật, chỉ là áp chế độc tính của nó liền tương đối khó khăn. Hơn nữa, khác bát phẩm linh dược cùng thất phẩm linh dược cơ hội đã bị lấy sạch, chỉ còn lại một chút lục phẩm linh dược, hơn nữa còn không cao hơn 20 loại. Muốn từ nơi này 20 chồng linh dược loại, xuất ra 8 loại có thể phối hợp tuyệt hồn thảo linh dược, quả thực là khó mà phóng lên trời. Đạo lý như vậy tất cả mọi người ở đây đều biết, nhìn thấy Tiêu Phàm tay cầm một gốc tuyệt hồn thảo xem như chí bảo, đám người trong lòng thiếu chút nữa thì bật cười. Ta liền nói hắn chỉ thích hợp phân biệt dược liệu, không biết luyện đan, bây giờ cuối cùng bại lộ a. Sở Hinh âm u lạnh lẽo nở nụ cười. Dám uy hiếp ta, hiện tại xem ra, so với hắn ta còn không bằng. Mộ Dung Lãng Trần trên mặt cũng lộ ra vẻ đắc ý. Sở Linh Nhi nhìn thật sâu Tiêu Phàm nhất mắt, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, cho dù là nàng, cũng không biết xử lý như thế nào tuyệt hồn thảo, cho nên cũng không có lấy. Khác cùng Tiêu Phàm tiếp xúc qua người đều chỉ là nhíu nhíu mày lông mày, không nói thêm gì. Mộ Dung Lãng Trần như thế một châm chọc, ta ngược lại tin tưởng hắn có lẽ có cái gì tốt phương pháp xử lý tuyệt hồn thảo. Lăng Ngạo trong lòng âm thầm do dự. Xem ra lại bị giễu cợt, Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, trước đây hắn tham gia Alchemist thời điểm khảo hạch, không phải là bị không ít người chào phúng sao. Đối với dạng này tràng cảnh, Tiêu Phàm đã sớm tập chấp nhận, tâm tình của hắn cực kỳ bình ổn, rất có một loại đất nước núi lở, ta từ lù lù không động khí độ. Đang lúc mọi người ánh mắt trào phúng bên trong, Tiêu Phàm cũng không có từ bỏ tuyệt hồn thảo, mà là lại chọn lựa mấy thứ dược liệu, liền đi tới cuối cùng một tôn luyện dược mặt đỉnh phía trước. Lấy tiểu tử này thực lực, cũng có thể cướp được hoàng lửa huyết tâm chi mới đúng à, hắn làm sao lại buông tha cho chứ, chẳng lẽ hắn đã nhìn ra. Lục Bá Hậu nhìn phía xa Tiêu Phàm cử động, trong lòng cực kỳ buồn bực. Nghĩ nghĩ, lại lắc đầu đạo cũng không có thể, Bảo Long tham gia là rất dễ dàng nhìn ra. Nhưng hoàng lửa huyết tâm chi tuyệt đối nhìn không ra, hơn nữa, tuyệt hồn thảo độc tính đã đạt đến đỉnh phong, muốn phá giải cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu như Sở Vân Phi nghe được Lục Bá Hậu mà nói, đoán chừng sẽ tức đến hộc máu, không chỉ cái kia Bảo Long tham gia có vấn đề, trong tay hắn hoàng lửa huyết tâm chi cũng có vấn đề rất lớn, chỉ là bình thường người nhìn không ra mà thôi. Muốn theo ta so luyện đan, không phải ta nói ngoa, phóng nhãn chiến hồn đại lục cùng tuổi một đời. Ta nói đệ nhị, còn có ai dám nói đệ nhất? Sở Vân Phi một mặt kiêu ngạo nhìn Tiêu Phàm nhất mắt, liền bắt đầu đắm chìm tại luyện đan bên trong. Trái lại Tiêu Phàm, hắn cũng không có quá lớn cử động, mà là thận trọng đánh giá gốc kia tuyệt hồn thảo, mọi người cũng không biết hắn đang làm cái gì. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm cuối cùng đình chỉ động tác trong tay, trực tiếp đem tuyệt hồn thảo cùng lựa chọn sử dụng 7 vị dược tài một trận ném vào luyện dược trong đỉnh. Thấy cảnh này, không ít người lắc đầu. Cơ hồ không có một người xem trọng Tiêu Phàm, muốn dùng 7 phẩm luyện dược đỉnh luyện chế tuyệt hồn thảo, đó là gần như không có khả năng.
Tiêu Phàm thần sắc lại hết sức bình tĩnh, bàn tay của hắn dán tại luyện dược đỉnh phía trên, vô tận hỏa diễm từ lòng bàn tay hắn mãnh liệt mà ra, cái kia bảy phẩm luyện dược đỉnh trực tiếp đốt ra một cái hố. Ngay sau đó, rậm rạp chẳng chịt đường vân từ Tiêu Phàm lòng bàn tay thẩm thấu mà ra, bao phủ luyện dược đỉnh bốn phía, ngăn cách hết thảy. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm lòng bàn tay bắn ra một vệt sáng, sau một khắc, một tôn dịch thấu trong suốt tiểu đỉnh xuất hiện ở luyện dược trong đỉnh, tiểu đỉnh miệng đỉnh lưu chuyển huyền diệu sương mù. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Phàm cuối cùng ngừng lại, bàn tay của hắn vẫn như cũ dán tại bảy phẩm luyện dược đỉnh phía trên, hắn lúc này mới phát hiện, y phục sớm đã ướt đẫm. Vô tận chiến hồn tăng thêm càn khôn định thiên đỉnh nếu như đều không giải quyết được, vậy ta cũng không biện pháp. Tiêu Phàm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng nói thầm. Thời gian một hơi đi qua, một canh giờ rất nhanh liền đến, trăm tên người dự thi đã lần lượt có người hoàn thành luyện đan, chỉ có tầm 10 người vẫn còn tiếp tục luyện chế. Mà Tiêu Phàm chính là trong đó một cái, hắn nhưng như cũ duy trì một động tác, sắc mặt biến thành hơi có chút trở nên trắng, bất quá vẫn như cũ còn tại trong khống chế của hắn. Cuối cùng trăm hơi thở thời gian, Lục Bá Hậu thanh âm vang lên, hắn thần sắc lãnh đạm nhìn xem Tiêu Phàm, khóe miệng hiện ra một vòng cười tà, hắn nhưng là ước gì Tiêu Phàm xấu mặt. Lần trước bị Tiêu Phàm giận mắng và khinh thường, Lục Bá Hậu mặc dù không muốn cùng Tiêu Phàm chí khí, nhưng mà hắn còn nhớ lấy thù đâu. Gọi ngươi tiểu tử phách lối, lần này xem ngươi như thế nào thông qua cửa này. Đương nhiên, Lục Bá Hậu cũng biết, cho dù Tiêu Phàm nhất phân không thể, cũng có thể tiến vào vòng thứ ba, bởi vì Tiêu Phàm vòng thứ nhất thông quan thu được 100 tích phân. Mà có thể tiến vào vòng thứ ba nhân số có 20 người, Tiêu Phàm nhất trăm cái tích phân đã đủ để tiến vào vòng thứ ba. Chỉ bất quá có thể nhìn thấy Tiêu Phàm xấu mặt, đối với Lục Bá Hầu tới nói cũng là một kiện chuyện vui, ít nhất có thể đủ cho Tiêu Phàm nhất cái giáo huấn. Oanh một tiếng vang, chỉ thấy Sở Vân Phi luyện dược đỉnh đột nhiên phóng lên trời, Sở Vân Phi liên tiếp vỗ ra mấy cái thủ quyết, cuồn cuộn thiên địa linh khí rót vào luyện dược trong đỉnh. Sau ba hơi thở, luyện dược đỉnh nóc chợt xông mở, một đạo huyết sắc lưu quang từ trong đó bay ra, Sở Vân Phi trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái bình ngọc màu trắng. Đồng thời, hắn lấy tay một chiêu, đạo kia huyết sắc lưu quang liền thu hút trong bình ngọc. Động tác này giống như nước chảy mây trôi, cũng liền phát sinh ở mấy hơi thở thời gian bên trong, Sở Vân Phi trên mặt hiện lên một nụ cười, xoa xoa gương mặt mồ hôi, ngoạn vị nhìn về phía Tiêu Phàm. Chúc mừng đại thiếu luyện đan thành công. Lúc này, Sở Hinh đi tới Sở Vân Phi phụ cận, khẽ khom người chúc mừng. Hinh nhi, ngươi cũng không cần khiêm tốn, ngươi nhưng so với ta nhanh hơn rất nhiều a. Sở Vân Phi cười nhạt một cái nói, trên mặt rất có vài phần vẻ tự đắc. Nếu như không phải đại thiếu để chúng ta hơn nửa canh giờ, lại có ai có thể cùng đại thiếu so sánh đâu. Sở Hinh nịnh nọt nói, không giống một ít người, đến bây giờ còn không buông bỏ, thật sự coi chính mình có thể dùng tuyệt hồn thảo luyện chế ra đan dược. Có lẽ nhân gia thật sự thành công cũng không nhất định. Sở Vân Phi cười ha ha nói, trong lời nói đều là châm chọc chi ý, dư quang thỉnh thoảng quét mắt Tiêu Phàm chỗ. Vậy thì cảm ơn Sở đại thiếu chúc lành. Lúc này, một đạo nhường Sở Vân Phi hận thấu xương âm thanh vang lên, chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên đứng dậy, trên mặt hiện lên một nụ cười. Hắn chậm rãi thu về bàn tay, trong tay hắn xuất hiện một cái bình ngọc, mà cái kia luyện dược đỉnh lỗ thủng đã khôi phục như lúc ban đầu, hoàn toàn nhìn không ra cùng lúc trước bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ. Đám người tất cả đều nhìn lấy Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ khó tin, chẳng lẽ Tiêu Phàm thật sự luyện chế thành công? Không ít người lắc đầu, tuyệt hồn thảo muốn luyện chế thành đan dược, nếu có vài cọng bát phẩm linh dược phụ trợ, có lẽ còn có mấy phần hy vọng, nhưng mà chỉ dựa vào một chút lục phẩm linh dược là tuyệt đối không khả năng thành công. Bất quá nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia bộ dáng tràn đầy tự tin, đám người lại có chút không quyết định chắc chắn được. Đại thiếu cát môn đối với người khác có lẽ hữu dụng, nhưng mà đối với ngươi lại không có bất cứ ý nghĩa gì, một cái người tìm chết, người khác là cứu không được hắn. Sở Vân Phi còn chưa mở miệng, Sở Hinh liền âm dương quái khi nói. Đúng, tình của ngươi phu Sở Lệ đâu, có phải hay không thỏa mãn được ngươi, cho nên mới đến tìm Sở đại thiếu a. Xem ra Sở đại thiếu phương diện khác không được, ở một phương diện khác vẫn là rất lợi hại đi. Tiêu Phàm híp mắt nhìn xem Sở Hinh. Lão tử không có gây phiền phức cho ngươi, ngươi nhà lại còn dám chủ động khiêu khích ta, thật đúng là cho là ta không dám giết ngươi. Tại vạn thánh dược các giết người, Tiêu Phàm còn không có lá gan lớn như vậy. Nhưng mà cũng không đại biểu Tiêu Phàm dễ chịu khi dễ, hơn nữa, có đôi khi không cần giết người, liền có thể để cho sinh tử không bằng.
Nghe được Tiêu Phàm mà nói, Sở Vân Phi đột nhiên quay đầu nhìn Sở Hinh một mắt, ánh mắt bên trong đều là chất vấn chi sắc. Đại thiếu, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, là hắn cùng người khác cố ý hãm hại ta, ngươi nhất định muốn tin tưởng ta. Sở Hinh sắc mặt đại biến, liền vội vàng giải thích. Ta tự nhiên tin ngươi. Sở Vân Phi gật đầu một cái, bất quá thần sắc nhưng là hờ hững vô cùng. Sở Hinh thấy thế, người nào không biết Sở Vân Phi suy nghĩ trong lòng, bây giờ chỉ là không tốt tại trước mặt người khác bộc phát mà thôi, một khi tranh tài kết thúc, hắn Sở Hinh tuyệt đối không có kết cục tốt. Nghĩ tới đây, Sở Hinh ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Đến giờ, bất quá lúc này, Lục Bá Hậu thanh âm vang lên lần nữa, tất cả mọi người đem luyện chế đan dược trình lên, tại riêng mình trên bình ngọc viết lên các ngươi trước đây xếp hạng, lừa gạt chư thánh giả, trực tiếp bị loại. Nghe nói như thế, nguyên bản không thiếu chuẩn bị đem đã sớm chuẩn bị xong đan dược đưa lên người, không khỏi rụt cổ một cái. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, chính mình quá xem thường chung quanh ngàn vạn dược thánh hư ảnh, một người có lẽ không nhìn thấy bọn họ tiểu động tác, nhưng mà hơn vạn dược thánh đâu, bất luận kẻ nào ở ngay dưới mắt bọn họ cũng không có ẩn trốn. Dự thi người biết luyện chế đan dược phẩm giai càng cao, tích phân cũng sẽ càng nhiều, nhưng mà căn bản không có người biết tích phân là như thế nào tính toán. Bất quá bọn hắn cũng không lo lắng tính công bình của trận đấu, vạn thánh mắt thế nhưng là sáng như tuyết, hơn nữa, chư thánh căn bản sẽ không xem bọn họ tên, mà là trực tiếp căn cứ vào vừa rồi biểu hiện của bọn hắn cùng thành quả sau cùng cho bọn hắn một cái điểm số, phán định bọn họ thành bại. Đám người nhao nhao lấy ra bình ngọc đặt ở Lục Bá Hậu trước người trên bàn đá, trên bình ngọc đều viết có một con số. Khi thấy Tiêu Phàm cầm viết số một bình ngọc đi lên lúc, Mộ Dung Lãng Trần lại nhìn không được giễu cợt nói, theo ta thấy, một ít người cũng không cần cầm trên bình ngọc đi mất mặt xấu hổ, đoán chừng còn không bằng ta đây. Tiêu Phàm không để ý đến Mộ Dung Lãng Trần, cầm trong tay bình ngọc bày ra tại trên bàn đá, một bên Lục Bá Hậu ánh mắt hơi sáng, hắn rất muốn biết, bình ngọc này bên trong rốt cuộc là đan dược gì. Tiêu Phàm đi đến Mộ Dung Lãng Trần cách đó không xa, nói ta vẫn muốn không hiểu, giống như ngươi vậy đứa đần, cha mẹ ngươi như thế nào đem ngươi cho sinh ra nữa nha? Có phải hay không là ngươi cha mẹ hối hận, về sau đem ngươi cho ném bên trong hầm cầu, bằng không miệng của ngươi vì sao lúc nào cũng thúi như vậy đâu? Ngươi, Mộ Dung Lãng Trần vô cùng phẫn nộ, thiếu chút nữa thì chửi ầm lên. Lan, không đợi Mộ Dung Lãng Trần mở miệng, Tiêu Phàm chợt quát một tiếng, đáng sợ linh hồn uy áp xông thẳng Mộ Dung Lãng Trần não hải. Mộ Dung Lãng Trần phun ra một ngụm máu tươi, suýt chút nữa ngất đi. Đám người kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà thực có can đảm ở đây động thủ, nếu là vạn thánh dược các trách tội xuống, xui xẻo nhưng vẫn là hắn a. Nếu như bọn hắn biết Tiêu Phàm chỉ là không muốn ô uế tay của mình, có lẽ đã sớm giết Mộ Dung Lãng Trần, lại không biết lại là ý tưởng gì. Tiêu Phàm, Mộ Dung Lãng Trần là ta Sở gia quý khách, ngươi sao dám vô lễ như thế? Lớn lối như thế, Sở Vân Phi cuối cùng bắt được cơ hội tốt. Lúc này thay Mộ Dung Lãng Trần nói chuyện, thứ nhất có thể đối phó Tiêu Phàm, thứ hai có thể lôi kéo Mộ Dung gia tộc, cơ hội như vậy hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ta phách lối, ngươi cũng cần phải quen thuộc. Tiêu Phàm lạnh lùng quét Sở Vân Phi một mắt, sát khí nặng nề đảo. Những người này thật đúng là càng ngày càng đắc ý, Tiêu Phàm tha bọn hắn nhiều lần, nhưng bọn hắn chẳng những không cảm kích, vậy mà chờ đến cơ hội liền khó xử. Tiêu Phàm nhưng không có tốt như vậy tính khí. Ta phách lối, ngươi cũng cần phải quen thuộc. Bá đạo và liều lĩnh lời nói quanh quẩn trên không trung, hắn ý tứ rất đơn giản, ta vẫn luôn phách lối như vậy, ngươi Sở Vân Phi lại có thể nại ta như thế nào? Đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, tiểu tử này thật đúng là phách lối không biên giới, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Sở Vân Phi nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm, hắn trong lúc nhất thời tìm không thấy lời phản bác. Bởi vì kể từ lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Phàm đến nay, Tiêu Phàm cũng là lớn lối như vậy. Hơn nữa, cho đến bây giờ, Tiêu Phàm vẫn như cũ bình yên vô sự, hắn quả thật có tư sản phách lối. Sở Vân Phi biết, hắn đã bỏ lỡ giết chết Tiêu Phàm thời cơ tốt nhất, bây giờ chỉ dựa vào một mình hắn, tại át chủ bài không ra hết dưới tình huống, không chắc chắn có thể đủ giết chết Tiêu Phàm. Sở đại thiếu, giúp ta giết hắn, ta nhất định nhường Mộ Dung gia tộc cùng Sở gia liên minh. Mộ Dung Lãng Trần kêu to, trong miệng lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Những ngày qua, hắn thực sự quá oan uổng, nhìn thấy Sở Vân Phi thay hắn ra mặt, hắn cũng nhìn không được nữa phát tiết lửa giận trong lòng. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta thật không dám giết ngươi? Không đợi Sở Vân Phi mở miệng,
Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem Mộ Dung Lãng Trần, trong nháy mắt một điểm, Mộ Dung Lãng Trần một cánh tay trực tiếp nổ tung, tại Tiêu Phàm linh hồn uy áp trước mặt, hắn căn bản không bất luận cái gì phản kháng. Kiếm Hồng Trần, ngươi dám ở đây giết ta, chư thánh sẽ không bỏ qua ngươi, Sở đại thiếu sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Dung Lãng Trần ra sức gầm thét. Sở Vân Phi khóe miệng giật một cái, nếu như không phải hắn muốn cho Sở gia cùng Mộ Dung gia tộc liên minh, hắn mới lười nhác quản Mộ Dung Lãng Trần chết sống đâu. Bất quá lúc này, Sở Vân Phi hay là muốn đứng ra, dù sao, ở đây cũng không chỉ có Mộ Dung Lãng Trần cái này một cái Mộ Dung gia tộc tu sĩ, còn có Mộ Dung gia tộc chỗ ở linh vực người, hắn nhất thiết phải làm dáng một chút. Coi như không thể liên minh Mộ Dung gia tộc, cũng không thể cùng Mộ Dung gia tộc là địch. Dừng tay, Sở Vân Phi quát chói tai một tiếng, vội vàng ngăn ở Mộ Dung Lãng Trần trước mặt. Tiêu Phàm tựa như không nghe thấy Sở Vân Phi lời nói đồng dạng, từng bước một đi tới, sắc mặt mười phần bình tĩnh, đạm mạc nói ta cho chào ngươi mấy lần sống sót cơ hội, trong mắt của ta, ngươi là may mắn, chỉ là chính ngươi không đi chân quý, mà bây giờ, ai cũng không ngăn cản được ta. Thoại âm rơi xuống, sát khí lạnh lẽo từ Tiêu Phàm trên thân nở rộ mà ra, Mộ Dung Lãng Trần một mặt tiếp, tái nhi tam đối địch với hắn, đã chạm đến Tiêu Phàm ranh giới cuối cùng. Dù là giết liễu Mộ Dung Lãng Trần ô uế tay của mình, Tiêu Phàm cũng đồng dạng không có ý định buông tha hắn. Sở đại thiếu, ta mà chết tại Sở gia cổ thành, ngươi Sở gia khó thoát liên quan. Mộ Dung Lãng Trần ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, bất quá so với đêm hôm đó muốn tốt rất nhiều. Dù sao, ở đây còn có Sở Vân Phi, còn có vạn thánh dược các chư thánh, hắn còn chưa tới sợ mất mật tình cảnh. Sở Vân Phi hận không thể một cái tát chết Mộ Dung Lãng Trần cái này ngu dốt, chỉ là nhìn thấy Tiêu Phàm căn bản không mắt nhìn thẳng hắn, Sở Vân Phi liền tức giận không đánh một chỗ tới. Mình đã mở miệng bảo đảm Mộ Dung Lãng Trần, ngươi nhà lại còn không nể mặt ta. Hơn nữa, Mộ Dung Lãng Trần nói cũng không có sai, phía trước đã chết một cái độc cô khó lường, nếu như Mộ Dung Lãng Trần lại chết ở chỗ này, mặc dù hai đại gia tộc không đủ để cùng Sở gia khai chiến, nhưng vô cùng có khả năng mất đi hai đại đồng minh. Sở Vân Phi vừa định ra tay, trong đầu lại hồi tưởng lại cha hắn câu nói kia, vạn thánh dược điển kết thúc phía trước, không thể giết Tiêu Phàm. Nghĩ tới đây, Sở Vân Phi lại có chút rối rắm, mặt khác, hắn cũng lo lắng cho mình ra tay sau đó, sẽ bị chư thánh bãi bỏ tư cách, đuổi ra vạn thánh dược các. Ngươi tốt nhất tránh ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Tiêu Phàm giang tay ra bên trong, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, quanh thân kiếm khí lượn lờ, toàn thân thiêu đốt lên màu vàng khí diễm. Hiểu rõ Tiêu Phàm người đều biết, hắn bây giờ thật sự động sát tâm. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, Sở Vân Phi lông mày nhíu lại, chẳng lẽ gia hỏa này thật sự không kiêng nể gì như thế, dám ở chỗ này giết liễu Mộ Dung Lãng Trần. Hừ, ta còn thực sự không tin ngươi dám giết hắn, trừ phi ngươi nghĩ bị thủ tiêu tư cách. Sở Vân Phi trong lòng lạnh rên một tiếng đảo. Hắn nhưng là biết, đã từng nhiều lần có người ở vạn thánh dược các bên trong động thủ, cuối cùng đều bị hủy bỏ tư cách, đá ra vạn thánh dược các. Sở Vân Phi cũng không muốn thật sự cứ như vậy đào thải, nếu như Tiêu Phàm đá ra khỏi cục, hắn nhưng chính là tên thứ hai, thậm chí hạng nhất. Nghĩ tới đây, Sở Vân Phi hướng về một bên lui hai bước, nhìn thấy một màn này, đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, Sở Vân Phi vậy mà sợ hãi. Kiếm Hồng Trần, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút ở đây động thủ kết quả, Mộ Dung Lãng Trần mà chết, ngươi nhưng là sẽ bị đào thải, hơn nữa, ta Sở gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Vân Phi uy hiếp nói. Hắn cũng không phải cố ý nhắc nhở Tiêu Phàm vạn thánh dược các quy củ, mà là rút sạch mình cùng Tiêu Phàm giết Mộ Dung Lãng Trần quan hệ. Đến lúc đó coi như Mộ Dung Lãng Trần chết, Sở Vân Phi cũng có thể đem trách nhiệm này tất cả đều liếc không còn một mảnh. Bất quá, Mộ Dung Lãng Trần nhưng là sợ hãi, nhìn thấy Tiêu Phàm nhất từng bước đi tới, lập tức hướng phía sau bỏ đi, vừa lui bên cạnh hét lớn, Kiếm Hồng Trần, ngươi không thể giết ta. Vừa mới ngươi gọi rầm rĩ thời điểm, liền không có nghĩ đến ta có thể không thể giết ngươi. Một mặt tiếp, tái nhi tam đối địch với ta, ngay cả ta đều không thể không thừa nhận, mệnh của ngươi rất cứng, lại có thể sống đến bây giờ. Tiêu Phàm trên người sát ý càng ngày càng đậm hơn. Vây xem tu sĩ cảm giác hô hấp đều trở nên ngạt thở đứng lên, trong mắt của bọn họ thỉnh thoảng quét mắt bốn phía dược thánh hư ảnh, nhưng mà những người kia căn bản không có để ý tới ở đây. Cho dù cái kia Lục Bá Hậu đều lắc đầu một cái, nếu như là trước kia, hắn ngược lại là hy vọng Tiêu Phàm giết hắn, tiếp đó bãi bỏ tư cách của hắn. Nhưng là bây giờ, hắn cũng chỉ có thể thầm than Mộ Dung Lãng Trần xui xẻo, coi như hắn muốn khu trừ Tiêu Phàm,
Yến Các Chủ Hòa Trương luôn sẽ không nguyện ý. Lần trước Tiêu Phàm nhất khí chi phía dưới rời đi, bọn hắn còn ước gì Tiêu Phàm trở lại đâu. Hơn nữa hắn thấy được mới vừa hết thảy, cũng biết Tiêu Phàm cũng không phải một vị phách lối, thật sự là cái kia Mộ Dung Lãng Trần quá muốn ăn đòn. Kiếm Hồng Trần, về sau ta sẽ không bao giờ lại đối địch với ngươi, van cầu ngươi đừng giết ta. Mộ Dung Lãng Trần lại sử xuất trước đây một bộ, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Ngươi cái này đầu gối cũng quá mềm nhũn, nhớ ký kiếp sau làm người, xương cốt cứng một chút. Tiêu Phàm sát tâm không giảm mảy may, trong tay Tu La kiếm đột nhiên tỏa ra một đạo bạch sắc quang mang. Bạch sắc quang mang rất nhanh, chớp mắt liền đến liễu Mộ Dung Lãng Trần trước người. Mộ Dung Lãng Trần toàn lực lui lại, trong miệng gầm thét lên: Kiếm Hồng Trần, ngươi chết không yên lành. Ngươi dám giết ta, ta Mộ Dung. Lời còn chưa dứt, Mộ Dung Lãng Trần là cơ thể chợt một phân thành hai, tiên huyết huy sái hư không, sau đó bị vô cùng vô tận kiếm khí rào sát, cái gì đều không lưu lại. Tê tương đương, đám người ngược lại hút hơi khí lạnh, âm thanh vang lên, trong lòng bỗng nhiên rung động. Tiêu Phàm thật sự giết liễu Mộ Dung Lãng Trần, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ Mộ Dung gia tộc trả thù sao? Mộ Dung Lãng Trần xương cốt mặc dù mềm nhũn một điểm, nhưng hắn dù sao cũng là Mộ Dung gia tộc số một số hai luyện dược thiên tài a, địa vị không hề tầm thường. Hơn nữa, Sở Vân Phi cùng Sở Vân Bắc bọn hắn càng là biết, Mộ Dung Lãng Trần thế nhưng là Sở gia cùng Mộ Dung gia tộc liên minh một trong thủ đoạn, bây giờ lại bị Tiêu Phàm phá hủy. Coi như Mộ Dung gia tộc không xuất thủ, Sở gia cũng phải cấp Mộ Dung gia tộc một cái công đạo. Kiếm Hồng Trần, ngươi vậy mà thật sự giết liễu Mộ Dung Lãng Trần. Sở Vân Phi trong mắt đều là vẻ khó tin. Tiêu Phàm thu hồi Tu La kiếm, trên người sát ý cũng trong nháy mắt tiêu tan, mười phần bình thản nói, giết lại như thế nào. Cái kia ánh mắt tràn đầy hờ hững, tựa như Sở Vân Phi còn nhiều nói một câu, liền muốn liều mạng với hắn đồng dạng. Ngươi rất tốt, Sở Vân Phi từ giữa hàm răng gạt ra mấy chữ, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng vô cùng. Thực lực của hắn mặc dù rất mạnh, nhưng mà nếu để cho bị giết liễu Mộ Dung Lãng Trần, đoán chừng đều phải suy tính một chút kết quả. Nhưng mà Tiêu Phàm nhưng là không cần suy nghĩ, trực tiếp giết, về điểm này, hắn liền đã không bằng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không thèm để ý hắn, phía trước giết một cái độc cô khó lường, liền đã đắc tội độc cô gia tộc, bây giờ chỉ bất quá nhiều liễu Mộ Dung gia tộc mà thôi. Tại Tiêu Phàm xem ra, đắc tội một đại cổ tộc cùng đắc tội hai đại cổ tộc là giống nhau, cũng không có quá nhiều khác nhau. Đám người cũng biết, Tiêu Phàm phía trước sở dĩ không có giết Mộ Dung Lãng Trần, cũng không phải hắn sợ giết liễu Mộ Dung Lãng Trần được tội liễu Mộ Dung gia tộc, chỉ là Mộ Dung Lãng Trần cũng không có chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn mà thôi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều đối với Tiêu Phàm tràn đầy kiêng kỵ. Sở Linh Nhi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, nàng cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm thậm chí ngay cả Mộ Dung Lãng Trần cũng dám giết, trong nội tâm nàng đối với mình người huynh đệ này càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Dược Thánh tiền bối, người này dám ở Vạn Thánh Dược Các giết người, đây là đối với Vạn Thánh Dược Các coi thường, còn xin đem người này khu trừ nơi đây. Sở Vân Phi lấy lại tinh thần, nhìn phía xa Lục Bá Hậu đảo. Lục Bá Hậu nhưng căn bản không để ý đến hắn, quang ảnh vụt sáng, tựa như tùy thời có thể tiêu thất đồng dạng. Tiền bối, Sở Vân Phi không có cam lòng, tiếp tục gọi đảo. Lão Hủ cũng không phải kẻ điếc, ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì, lại để một câu Lão Hủ liền đem ngươi ném ra bên ngoài. Lục Bá Hậu đột nhiên lạnh lùng quét Sở Vân Phi một mắt. Ách tương đương, Sở Vân Phi nhất thời im lặng, cũng không phải Lục Bá Hậu bị giận mình, dù sao Lục Bá Hậu chỉ là một đạo tàn niệm mà thôi, hắn chỉ là không thể tin được Lục Bá Hậu vậy mà lại ghim hắn. Ra tay giết người chính là Tiêu Phàm, dựa theo thường ngày quy củ, không phải đem Tiêu Phàm đuổi ra ngoài sao, chính mình chỉ bất quá nhắc nhở một chút mà thôi, như thế nào đắc tội ngươi. Sở Vân Phi trong lòng cực kỳ không cam lòng, bất quá quả thực là không dám mở miệng, nếu là hắn bị khu trục ra Vạn Thánh Dược Các, vậy coi như là Sở gia tội nhân. Kỳ thực cũng không nên quái Lục Bá Hậu, Lục Bá Hậu thời khắc này tâm thần căn bản vốn không lại ở đây, mà là tại cùng Yến Các Chủ Hòa Trương lão trò chuyện. Phía trước Tiêu Phàm đi qua trong đại sảnh, Yến Các Chủ Hòa Trương mặt mo sắc hết sức khó coi, Yến Các Chủ đứng tại cửa đại sảnh, tựa như xem thấu thời không giống như. Các chủ, cái kia phong ấn vẫn như cũ không cách nào chữa trị sao? Trương lão trầm giọng nói. Yến Các Chủ thu hồi ánh mắt, lắc đầu, nói cái kia phong ấn tất nhiên có thể chữa trị, nhưng bọn ta sức mạnh càng ngày càng yếu, coi như chữa trị phong ấn, cũng không chấn áp được bao lâu, bây giờ cái kia Sở gia nữ oa kia còn tại tận lực chữa trị phong ấn. Vạn năm ung dung,
Chúng ta dù sao chỉ là một đạo tàn niệm a, nếu là chữa trị không được cái kia phong ấn, chỉ có thể nhường Sở gia rời đi. Trương lão sâu đậm thở dài. Sở gia rời đi, lại có thể đi nơi nào? Chiến hồn đại lục lớn như vậy, một khi quái vật kia xuất thế, ai cũng trốn không thoát. Lục bá hậu thanh âm quanh quẩn trong đại sảnh. Vạn nhất không được, chúng ta chỉ có thể dùng hết vạn thánh chi lực, cho chiến hồn đại lục tận cuối cùng một phần khí lực. Yến các chủ ánh mắt kiên định nói. Chỉ có thể như thế. Trương Văn Cẩn hòa Lục bá hậu hai người sâu đậm thở dài, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Quảng trường, Lục bá hậu tập trung ý chí, nhàn nhạt quét toàn trường một mắt, đạo, bây giờ, ta tuyên bố lên cấp 20 tên, lên cấp lưu lại, những người khác lần lượt rời đi. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người trở nên khẩn trương lên, chỉ có Tiêu Phàm thần sắc 10 phần bình tĩnh. Bất quá không đợi đám người lấy lại tinh thần, Lục bá hậu lấy tay vung lên, từng đạo lưu quang từ trong tay hắn huy sái mà ra, rơi vào trong đó 20 người trên thân. Chỉ một thoáng, 20 người đỉnh đầu lập tức hiện lên từng cái con số, không phải xếp hạng, mà là tích phân. Vòng thứ nhất 10 hạng đầu trừ Liễu Mộ Dung Lãng Trần chết bên ngoài, những người khác tất cả đều xuất hiện, tất cả mọi người không khỏi đánh giá những người khác đỉnh đầu tích phân. Vòng thứ hai ngay cả một cái phán đoán tiêu chuẩn cũng không có, vì cái gì ta chỉ lấy được 17 phân. Không tệ, ta không cam lòng. Lúc này, có mấy cái đào thải tu sĩ thần sắc giận dữ, hướng về Lục bá hậu hét lớn. Lan, Lục bá hậu thời khắc này trạng thái 10 phần hỏng bét, hắn nơi nào chịu được những người này chất vấn, đưa tay vung lên, những cái kia không có bị tia sáng bao phủ người, thân thể khỏe mạnh giống như trong nháy mắt không bị khống chế đồng dạng, tất cả đều hướng về không trung bay đi. Chốc lát thời gian, quảng trường cũng chỉ còn lại có 20 người, đám người câm như hến, không dám đắc tội Lục bá hậu. Chư thánh quy củ, cần phải các ngươi tới hoài nghi. Lục bá hậu nhìn xem không trung biến mất đám người, vô cùng khó chịu, sau đó nhìn về phía trên quảng trường 20 người đạo, hiện tại các ngươi có cái gì nghi hoặc, có thể nói ra. Đám người rầm rầm nuốt nước miếng một cái, bọn hắn nơi nào không biết, liền vòng thứ ba cũng không thể người tiến vào, căn bản không tư cách cùng Lục bá hậu nói chuyện. Tiền bối, ta cũng rất muốn biết tích phân quy tắc, vì cái gì ta luyện chế được cửu phẩm đan dược, vòng thứ hai cũng chỉ có 20. Trước tiên mở miệng chính là Sở Vân Phi. Hắn tâm tình bây giờ kém đến mấy điểm, thiếu chút nữa thì bạo phát ra, hắn vòng thứ nhất lấy được 91 cái tích phân, bây giờ mới 111 cái tích phân, cái này khiến hắn như thế nào chịu được. Đương nhiên, chủ yếu nhất không phải cái này, chủ yếu nhất là Tiêu Phàm tích phân đạt đến 198, theo lý thuyết, Tiêu Phàm một vòng này lấy được 98 cái tích phân. Hắn cũng không tin tưởng mình cùng Tiêu Phàm chênh lệch lớn như vậy, nhất là Tiêu Phàm lựa chọn vẫn là tuyệt hồn thảo, đây là căn bản không có khả năng luyện chế ra đan dược. Những người khác cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn hắn cũng rất muốn biết cụ thể tích phân quy tắc. Vòng thứ hai tổng điểm tích lũy 100, từ đoạt thuốc, chọn tài liệu, lúc chế thuốc ở giữa, thủ pháp phương diện bình phán, mỗi cái người dự thi đều có 100 ban giám khảo, tiếp đó lấy điểm trung bình, ta rất rõ ràng nói cho ngươi, có thể cho ngươi 20, đã rất tốt. Lục bá hậu nhàn nhạt nhìn xem Sở Vân Phi đảo. Đám người nghe vậy, tất cả đều không dám chất vấn Lục bá hậu mà nói, những bóng mờ kia đều là dược thánh tàn niệm a, bọn hắn như thế nào có thể nhìn lầm đâu. Hơn nữa, bọn hắn ngay cả mình đám người tên cũng không biết, cũng sẽ không làm việc thiên tư, mặc dù không có thể 100% công bằng, nhưng tuyệt đối không tồn tại bao che vấn đề. Còn xin tiền bối giải hoặc, Sở Vân Phi khẽ cắn môi, tại Lục bá hậu cái kia to lớn áp lực dưới, cái trán rịn ra mịn mồ hôi. Lục bá hậu trong mắt lóe lên một vòng không vui, sau đó quét mắt khác 19 người đạo, ai có thể nói ra hắn vì cái gì chỉ lấy được 20, lão hủ làm chủ, cho hắn ngoài định mức thêm 10 phần. Đám người trầm mặc, ngươi xem ta nhìn vào ngươi, rõ ràng cũng không nguyện ý mở miệng, coi như bọn hắn biết, cũng không muốn đắc tội Sở Vân Phi. Chỉ có Tiêu Phàm, nhưng là tại nhàn nhạt cười, ánh mắt kia, tựa như đang nhìn một cái thằng hề, Sở Vân Phi vô cùng khó chịu nói, kiếm hồng trần, ngươi cười cái gì? Không có gì, cười ngươi ngốc mà thôi. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười đạo, ta có vẻ như nhớ kỹ, khúc kia cửu phẩm hoàng lửa huyết tâm chi ở giữa xẻ tà. Xẻ tà lại có quan hệ thế nào? Sở Vân Phi vẫn như cũ không cam lòng, bất quá trong lòng lại thầm nghĩ không tốt. Ngươi là heo sao? Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Lục bá hậu liền không nhịn được, liền hoàng lửa huyết tâm chi đặc tính cũng không biết, cũng dám dùng để luyện dược, không thể không nói, ngươi ít nhất so heo lòng can đảm lớn hơn.
Ta thật giống như nhớ tới tới, hoàng lửa huyết tâm chi một khi tiếp xúc không khí, nguyên bản đỏ tươi huyết tâm biến trở thành ám hồng sắc, nó cũng sẽ không là bảo dược, mà là chí độc chi dược. Đột nhiên, Sở Linh Nhi mở miệng nói ra. Nghe vậy, Sở Vân Phi suýt chút nữa tức ngất đi, quả thực là một câu nói đều nói không lên đây. Hiện tại minh bạch vì cái gì cho ngươi 20, sao? Cho ngươi 20, cũng là để mắt ngươi, nếu như ta là ban giám khảo, trực tiếp cho ngươi không điểm, ngươi còn không biết xấu hổ ở đây chất vấn ai. Lục Bá Hậu lạnh lùng quét Sở Vân Phi một mắt, trong mắt đều là vẻ khinh thường, hắn ghét nhất chính là bị con em đời sau tùy tiện chất vấn, mà không biết được tỉnh lại chính mình. Sở Vân Phi sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, cắn răng nói ta cũng không cảm thấy ta dùng sai rồi cái gì, coi như dùng sai rồi, ta luyện chế cũng là cửu phẩm đan dược. Sở Vân Phi, ta nhìn ngươi căn bản liền heo cũng không bằng a. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói, hoàng lửa huyết tâm chi biến thành chí độc chi vật phía sau, trong thời gian ngắn luyện chế đan dược sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng không bao lâu, nó dược tính liền sẽ biến mất không còn một mảnh, ngươi vừa mới luyện chế đan dược, đoán chừng bây giờ nhiều nhất còn có thuốc viên tam phẩm dược tính, đây chính là ban giám khảo cho ngươi 20, nguyên nhân, kỳ thực, ngươi từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi. Không có khả năng, ngươi nếu biết hoàng lửa huyết tâm chi có vấn đề, vì sao muốn theo ta cướp đoạt? Sở Vân Phi vừa giận lại tức, bất quá còn duy trì lý trí. Bởi vì ta đang suy nghĩ, giống như ngươi vậy ngu xuẩn, đoán chừng không nhìn ra cái kia hoàng lửa huyết tâm chi vấn đề, cho nên ta liền thuận tiện đem nó nhường cho ngươi, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi có thể từ trong tay của ta cướp được nó à? Tiêu Phàm trêu ghẹo nhìn xem Sở Vân Phi đảo. Lục Bá Hầu hơi hơi bất ngờ nhìn Tiêu Phàm nhất mắt, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà thật sự đã nhìn ra. Hảo, coi như ta luyện chế thất bại, ngươi cũng không khả năng thành công, tuyệt hồn thảo độc tính ai cũng biết, ngươi không có khả năng dùng nó tới luyện chế ra đan dược. Sở Vân Phi nghiến răng nghiến lợi nói, hắn còn tại làm sao cùng giấy giụa. Hắn đã đón nhận chính mình nhận được 20, sự tình, nhưng hắn không tin Tiêu Phàm có thể có được 98 phân. Vậy liền để ngươi đừng có hy vọng a. Tiêu Phàm híp híp mắt, lấy tay vung lên, hắn nở rộ đan dược bình ngọc đột nhiên mở ra, một khỏa đen nhánh đan dược lơ lửng ở trên không, chung quanh tản ra vầng sáng nhàn nhạt, giống như một khỏa màu đen minh châu. Đây là, đám người nhún nhún cái mũi, đột nhiên hít vào ngụm khí lạnh, mấy người đồng thời cả kinh kêu lên tiểu hoàn hồn đan. Không có khả năng, tiểu hoàn hồn đan làm sao có thể dùng tuyệt hồn thảo luyện chế. Sở Vân Phi rõ ràng cũng nhận ra thuốc này tên, chỉ là hắn hoàn toàn không tin, Tiêu Phàm là dùng tuyệt hồn thảo luyện chế. Tuyệt hồn thảo, thế nhưng là có thể tổn thương chiến hồn cùng ăn mòn hồn lực, dù là chiến thánh cảnh cũng không ngoại lệ. Mà tiểu hoàn hồn đan nhưng là hoàn toàn tương phản, nếu như chiến hồn thụ thương, thậm chí sắp gặp tử vong, chỉ cần nuốt vào tiểu hoàn hồn đan, liền có thể nhường chiến hồn khôi phục, khởi tử hoàn sinh. Hắn giá trị khó mà đánh giá, nắm giữ một khỏa tiểu hoàn hồn đan, nói tương đương với nhiều hơn một cái tính mạng cũng không đủ. Sở Vân Phi thực sự nghĩ không hiểu, vì cái gì rõ ràng là độc dược, lại có thể luyện chế ra tiểu hoàn hồn đan, kỳ thực đừng nói Sở Vân Phi nghĩ không hiểu, những người khác cũng tất cả đều không rõ. Trên đời này không có cái gì không thể nào, vạn vật tương sinh tương khắc, độc dược, có đôi khi không chỉ là dùng để luyện chế độc đan, còn có thể luyện chế bảo đan, là ngươi quá vô tri. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Nếu như không phải tu la truyền thừa bên trong có lấy cụ thể ghi chép, Tiêu Phàm cũng không khả năng biết hoàng lửa huyết tâm chi vấn đề, cũng không khả năng luyện chế ra tiểu hoàn hồn đan. Tiểu tử, mặc dù lão hủ nhìn ngươi rất khó chịu, nhưng lão hủ nói lời giữ lời, cho ngươi thêm 10 phần. Lục Bá Hậu hài lòng gật gật đầu, tựa như đã quên phía trước còn hận Tiêu Phàm sự tình. Sở Vân Phi có loại hộp máu xúc động, lại thêm 10 phần, Tiêu Phàm chẳng phải là 208 điểm. So với hắn Sở Vân Phi dòng giá nhiều gần tới 100 phân A. Cho dù là hạng nhì Sở Linh Nhi, cũng đã nhận được 185 phân, nếu như Tiêu Phàm vòng thứ 3 không có gì bất ngờ xảy ra, này liền tương đương với đã tiền đề phong tỏa thắng cuộc. Tương phản, Sở Vân Phi vốn là tên thứ 3, thông qua vòng thứ 2 khảo hạch, lại trực tiếp rơi đến tên thứ 19, cái này khiến trong lòng của hắn như thế nào thoải mái đây. Tiêu Phàm nghe được Lục Bá Hậu mà nói, nhưng là mặt sạm lại, trong lòng nhưng có chút ngoài ý muốn, lão nhân này có vẻ như cũng không phải chán ghét như vậy. Cuối cùng vòng thứ 3, giải độc, Lục Bá Hậu thanh âm tiếp tục vang lên, hắn tựa như thời gian rất gấp một dạng. Phất tay, từng đạo lưu quang từ đằng xa bay vụt biết, ngay sau đó, quảng trường đột nhiên xuất hiện ba đầu hình thể khổng lồ hồn thú.
Ba đầu hồn thú trên thân tản ra khí tức vô cùng cường đại, vậy mà đều là bát giai trở lên thực lực, chỉ bất quá nhìn qua bệnh rề rề bộ dáng. Không cần nghĩ cũng biết, vòng thứ ba khảo hạch mục tiêu chính là chỗ này ba đầu hồn thú đã trúng độc hồn thú. Bây giờ cho các ngươi một giờ chẩn bệnh ba đầu hồn thú vấn đề, trên giấy viết ra ba đầu hồn thú bị trúng độc nào, cùng với cụ thể phương pháp giải độc, từ đông đảo ban giám khảo bình phán cao thấp, tiếp đó từ ba hạng đầu cho cái này ba đầu hồn thú giải độc. Lục Bá Hậu lại nói, tiền bối, đây không khỏi cũng quá thảo suất, giải độc là muốn thực tiễn, hơn nữa khôi phục là cần một cái quá trình, ai có thể cam đoan tự viết ra phương pháp, nhất định có thể thành công giải độc đâu. Lần này, nhưng là Sở Vân Bác lấy dũng khí nói. Đám người cũng gật gật đầu, tranh tài như vậy chính xác quá mức thảo suất, Sở gia cổ thành người kỳ thực đã sớm phát hiện, kể từ vòng thứ hai bắt đầu, quy tắc thì có một chút biến hóa. Mà vòng thứ ba, cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống, trước đó vạn thánh thuốc điển đệ ba vành tranh tài mặc dù cũng là giải độc, nhưng mà không chỉ là ba đầu hồn thú, mà là mỗi người đều có 10 đầu hồn thú. Mỗi giải trừ một đầu hồn thú trên người độc, liền có thể thu được 10 cái tích phân, hết thảy 10 đầu trúng độc hồn thú, cộng lại chính là 100 tích phân. Mà bây giờ, tất cả mọi người đều chỉ có ba đầu hồn thú, mà lại là từ ban giám khảo tuyển ra ba cái tốt nhất phương án, theo lý thuyết. Bọn hắn 20 người bên trong có 17 người căn bản không có thực tiễn tư cách. Đây đối với mọi người mà nói, là cực kỳ không công bình. Dù là Tiêu Phàm cũng nghi hoặc không hiểu, dù sao, có thể nhìn ra chúng độc gì là một chuyện, có thể hay không giải độc lại là một chuyện khác. Không phục, ta bây giờ có thể tiễn đưa các ngươi rời đi. Lục Bá Hậu âm thanh lạnh lùng nói, căn bản vốn không cho mọi người cơ hội phản bác. Đám người nghe vậy, lập tức câm như hến. Nào dám phản bác Lục Bá Hậu, thật vất vả đi đến vòng thứ ba, nếu như bây giờ bị đuổi đi, vậy coi như thua thiệt lớn. Lục Bá Hậu quét mắt đám người một mắt, nhìn thấy không ai mở miệng nói chuyện, lại nói tất nhiên không có người phản bác, vậy bây giờ bắt đầu tính giờ. Đám người khẽ cắn môi, hướng về hồn thú đi đến, bắt đầu cẩn thận quan sát. Chỉ có Tiêu Phàm bất vi sở động, ánh mắt của hắn ngược lại rơi vào Lục Bá Hậu trên thân. Trong lòng nói thầm cái này Lục Bá Hậu có vẻ như đang đuổi thời gian a, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rút, quay đầu nhìn về phía xa xa Sở Linh Nhi, trong lòng trầm ngâm nói, Sở Linh Nhi đã từng nói, cái này vạn thánh dược điển cùng Sở gia cấm địa có liên quan, cái kia cấm địa bên trong chính là phong ấn chi địa, chẳng lẽ là phong ấn xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, Tiêu Phàm tâm bên trong có chút lo lắng, phải biết, thể lão cùng cái kia chưa từng gặp mặt mẫu thân còn tại đằng kia phong ấn chi địa đâu. Tiểu tử, ngươi còn không bắt đầu. Làm Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại lúc, Lục Bá Hậu đột nhiên nói. Lão đầu, ta hỏi ngươi, có phải hay không Sở ra cái kia phong ấn chi địa xảy ra vấn đề? Tiêu Phàm híp hai mắt, thần sắc lạnh lùng nói. Hết tập 83.